nhắc gì co. Đó. Chúng ta uh, được nuôi dưỡng bằng cái gì ạ? À? Đúng không ạ? Cái trung ấn thân nó vào 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 trong cái bào thai, trong cái thai nhi của mẹ. Đúng không ạ? À rồi được phát triển lên lớn lên một cơ thể hình hài giống như chúng ta bây giờ. Rồi chúng ta qua năm tháng rồi chúng ta mất đi rồi chúng ta. Tất cả mọi thứ nó trở về với quỹ đạo của nó. Đúng không ạ? À chúng ta được sinh ra bởi đất, nước, khí, nửa và điện đúng không ạ? Đất đúng chưa ạ? Là dinh dưỡng, nước là nước trong cơ thể mình, khí đúng chưa ạ? Khi bắt đầu chúng ta hết nhịp, cái cái khí cuối cùng. Đúng, không hết cái hơi thở khí gọi là thở hắt ra đúng không ạ? Còn bắt đầu chúng ta đi vào là cái gì ạ? Chúng ta sinh ra cái là chúng ta hít vào đúng không cả nhà? Cái hơi đầu tiên của chúng ta là hít vào và hơi cuối cùng của chúng ta là hơi thở hắt ra là hơi thở ra cuối cùng là chúng ta dừng lại cuộc sống tại đây đúng không ạ? À, lửa là hơi ấm. Đúng không ạ? Rồi, điện. Đó, thì chúng ta năm cái này này là cơ thể của chúng ta được chịu chi phối bởi đất, nước, khí, nửa, điện tử. Vậy thì chúng ta mang đi là mang đi cái gì? Vẫn là cái trung ấn thân đó. Nhưng mà khi mà chúng sinh ra chúng ta sẽ có ba 3... à thường thì chúng ta sẽ có ba con đường. Một đi xuống dưới, hai đi luân hồi, ba là đi lên trên đi về quê xưa vậy thì chúng ta đang đi chọn về đâu thì đó là quyền lựa chọn của chúng ta dựa vào cái khối công đức phước đức và ác đức của chúng ta ở đâu nó dày thì nó sẽ đi về đó ví dụ chúng ta đi à chúng ta đi xuống dưới thì chúng ta là thường chúng ta sẽ có nhiều cái ác đức rồi à cuộc sống vật lý của chúng ta thuận lợi là nhờ phước đức và chúng ta muốn đi về quê xưa thì chúng ta phải có nhiều công đức thì chúng ta được đi về quê xưa về cái nơi mà chúng ta thoát khỏi gọi là vòng luân hồi đi về cái sự chân thật ấy cả nhà sự chân thật nơi chúng mình đấy nó đi về đó à chúng ta sẽ quay về đó vậy thì trong cuộc đời chúng ta chỉ có như vậy đâu có trả lời duy nhất hay không vậy thì chúng ta hiện hữu ở đây chúng ta cần làm gì đó là tích tạo công đức tích tạo công đức hoàn thiện những cái gọi là sao hoàn thiện những cái sứ mệnh những cái công việc của chúng ta trong đời này hoàn thiện hoàn thiện mọi cái để có thể chúng ta thoát khỏi cái gọi là cái quy luật vật lý âm dương sự trị chi phối của quy luật vật lý âm dương thì chúng ta sẽ đi về được quê xưa ok rồi dạ, mình quê xưa như nào thì thuận duyên nếu anh chị nào có thuận duyên thì có thể đọc cuốn sách đó là thiền tông để mình hiểu rõ cái này nha thiền tông ạ Thật ra mọi người có nhân duyên nhận cái này, mọi người đã có nhân duyên với thiền tông rồi. Đó, thì chúng ta có thể là đọc thêm cuốn này để chúng ta có thể đón nhận và hiểu rõ về bản thân mình. Mọi cái tri thức mà mình nhận ấy, nó cũng có một phần nào đó ở trong sách tiền tập. Đó là một gọi là một cái tiền thứ sáu của nhà Phật. Thì nếu thuận duyên thì nhà mình sẽ tham gia mọi người đọc. ra Huyền đọc thì Huyền nhận rất là nhiều bài học từ đó. Đã vâng. Thì đó thì bây giờ hôm sáng nay đúng không ạ? Chúng ta biết được về cái cách gọi là quy trình nhà, quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm rồi đúng không ạ? À bắt đầu là chúng ta xây dựng môi trường Xây dựng quan niệm Vậy thì để chúng ta có thể ứng dụng được đó Thì chúng ta phải tạo được môi trường Mà môi trường thì ít nhất chúng ta phải có cái diện đúng không ạ À chúng ta là điểm Hai người thì là tuyến Ba người sẽ là diện Thì để chúng ta xây dựng một được một môi trường tốt nhất Ít nhất chúng ta phải có một diện Ít nhất chúng ta phải có một diện Có nghĩa là phải có hai người đồng hành cùng mình <laughs> Chị Trà My nghe chưa kỳ ạ? <laughs> nghe đến đoạn nào vậy? Thôi, có gì nghe lại ghi em đi. <laughs> Cái đoạn chỗ kia là nó phải lót nhanh nhìn một xíu. <laughs> nghe, nghe xong chắc là cũng bị đơ một xíu chưa nghe gì. À, sách ạ. À. Sách Thiền Tông chị. Thiền Tông nó có 12, 13 cuốn. Sách thì là của sách Thiền Tông. Nếu ai ở Long An thì có thể mà về chùa chùa Thiền tông Tân Diệu Thỉnh sách. Còn nếu không thì trên hình như trên mạng em thấy cũng có đấy, cũng có bán đấy. Đúng không Thiền tông. Nào. Sách thì là sách Thiền tông. Dạ đó. Thì bây giờ chúng ta muốn tạo một một môi trường tốt thì chúng ta phải có cái diện ít nhất phải cả một cái diện đúng không ạ? Là à ờ uh ít nhất là phải có một cái diện thì chúng ta mới tạo được môi trường mà chúng ta muốn có một cái diện thì phải có hai ít nhất hai người đồng hành đúng không ạ và cũng đây là cái bát khoăn mà từ hôm giờ Huyền thấy là trong gia đình mình là cũng các anh chị cũng đang mong muốn là à làm thế nào để có những người đồng hành của mình làm thế nào để có những người đồng thuận của mình làm thế nào để mọi người làm sao à cùng nhau của mình đi đến một xây dựng một môi trường tốt đầy đúng không ạ thì hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng một cái gọi là tìm hiểu sâu hơn đó là bốn cái quy luật bốn cái quy luật đó là quy luật thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa chúng ta cùng nhau tìm hiểu về quy luật thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa mình sẽ viết lại cái này Đây. hôm nay chúng ta cùng là hiểu cùng tìm hiểu và làm rõ bốn cái quy luật Thực ra sẽ cùng nhau thì mình sẽ làm vỡ bởi nhắc. Đó là quy luật thu hút. Rồi đến cái là ảnh hưởng.

quy luật thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa dạ yeah. thì đầu tiên ạ chúng ta sẽ vào đi là quy luật đầu tiên nha nhà ghi chợ thu hút ảnh hưởng giá trị và chuyển hóa có nghĩa là chúng ta phải thu hút được con người về đã làm thế nào để chúng ta thu hút con người nhỉ? ngày xưa là chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm con người đúng chưa chúng ta mưu cầu là mong muốn người này người kia phải đến với mình thế này thế kia đúng không ạ nhưng nếu chúng ta càng đi tìm kiếm thì chúng ta ngày xưa có ai nghe câu này chưa? Theo tình tình chạy trốn tình tình theo chưa? Nghe câu này không? Nó là kiểu như này này. Có nghe sao? Chúng ta càng đi theo, càng đi tìm kiếm thì không bao giờ tìm kiếm được. Nhưng chúng ta thu hút con người về. À nhỉ? thì làm sao chúng ta sẽ soạn đủ mọi cái để làm sao để chúng ta thu hút được con người về. Khi thu hút con người về bắt đầu mình mới có sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng. Phải có sức ảnh hưởng thì bắt đầu mình mới trao giá trị được cho con người. Và khi trao giá trị mình thì mới, mới hỗ trợ được cho con người chuyển hóa. Được không ạ? Vậy thì bước đầu tiên chúng ta phải làm sao? Đi thu hút được con người trước. Vậy thì thu hút thì chúng ta sẽ thu hút ở đâu đây? Thu hút bằng cái gì đây? ở nhà mình thông cảm nhá hiện tại nhà huyền bên cạnh nó đang người ta đang khoan nơi ở một xíu dạ yeah, ok rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào quy luật đầu tiên đó là quy luật thu hút theo mọi người thu hút thì là gì theo cái cái hiểu mới nghe nghe từ thu hút này này thì mọi người hiểu như nào thu hút là gì đấy mình có ai có tiện có thể chia sẻ không? và chúng ta thường chúng ta bị thu hút bởi cái gì? Theo chị thì mình phải có một cái gì đặc biệt khác biệt thì mới thu hút được con người khác đến với mình. Ừ đúng rồi. Thu hút là phải có cái gì gọi là nó khác mọi người thì mình sẽ thu hút đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Yeah. thu hút đúng không ở đây à, hoa hậu đi ngoài đường mình có bị thu hút không cả nhà tiếng phố như mình hôm nay đi ngoài đường tự dưng thấy cô hoa hậu đến đến hoặc là một diễn viên nổi tiếng đi đến mình có tự bị thu hút không à có chứ nhỉ hoặc là gặp ai đó xinh đúng không ạ rồi chị em phụ nữ mình hoặc là gặp ai đó nhìn rất là đẹp trai cao lớn đúng không ạ có thu hút không ạ à, có chứ đúng không ạ vì sao ạ có phải là người ta đang làm gì ạ người ta đang có cái sự đúng rồi đấy giống như chị hà chị hà vừa chia sẻ đó là người ta có cái sự khác biệt cách biệt khác biệt cách biệt với người xung quanh thì mình sẽ bị thu hút bằng người khác đúng không ạ có cái sự khác biệt cách biệt thì mình sẽ có cái sự thu hút của mình, của người khác và mình thường bị thu hút của, của như vậy đúng không vậy thì trong kinh doanh ví dụ trong cái gọi là cái cái quy trình lãnh đạo kia kìa mình có chia sẻ mình muốn tạo ra môi ừ. trường thì môi trường mình phải có cái sự khác biệt cách biệt thì nó sẽ thu hút được con người đúng không ạ vậy thì cái sự khác biệt cách biệt đầu tiên mà mọi người nghĩ thế là cái gì ạ? Có phải giống như hôm nay đúng không ạ? Là mình nhìn thấy là những người mà có cái gì nhỉ? À, có cái vẻ đẹp, đúng không ạ? Vậy thì ở đây có tám cái yếu tố mà thường sẽ thu hút được con người này cả nhà. Thứ nhất, đó là sức khỏe. Sức khỏe là thu hút được con người. Đúng không ạ? Sức khỏe nó sẽ thu hút được con người. Nếu mình có sự khác biệt, cách biệt về sức khỏe. À, yeah. Rồi, cái số 2 dễ thu hút con người nhất đó là sắc đẹp. Sắc đẹp. Rồi, về sức khỏe mình có thể chia sẻ một chút. Đó là trước đây Huyền cũng là một cái người mà cũng thích chơi thể thao nhưng không có cái gì nổi bật không có gì nổi bật nhưng mà từ khi mà Huyền hiểu về quy luật thu hút bắt đầu Huyền tập trung vào sự, sức khỏe của Huyền nhiều hơn để làm sao tạo ra sự khác biệt cách biệt thì bản như Huyền bây giờ ạ bản chất Huyền đã làm sao chinh phục được những cái giải ví dụ như full marathon rồi là chạy 42 km à rồi Chạy hoàn thành được cái gì hả? Hoàn thành được giải Aquaman. Đó là bơi 2 cây và chạy 21 cây. Đó là giải của VN Express. Rồi sắp tới thì Huyền sẽ tham gia giải Ironman. Ironman 70.3. Đó là 3 môn phối hợp. Bơi hai cây, đạt 90 và chạy 21 cây. 3 môn phối hợp. Thì theo một cái nghiên cứu á. Đó, đó là người nào mà chạy được 42 cây được xếp vào 5% dân số có sức khỏe tốt. 5% dân số. Cả thế giới này chỉ có 5% dân số là người ta mới chạy được hoàn thành 42 km hoàn thành full marathon. Được chưa? Và nếu mà Huyền hoàn thành được nữa đó là Ironman 3 môn phối hợp 70.3 thì được xếp vào đó là 1% dân số thế giới có sức khỏe thể trạng tốt. Vậy thì mọi người nhìn xem, nếu mà 1% dân số thế giới thì mình có cái cúp đó mình có cái hình ảnh đó mình đi nói ở đâu mọi người có lắng nghe mình không cả nhà và mọi người nhìn cái đó mọi người có thu hút không cả nhà bây giờ mọi người một là một những con người bình thường như thế này à chị nhàn chị gấm chị hân chị hà chị hiền à, bé mi à, chị trà mi là những con người rất là bình thường mà mọi người bây giờ đơn giản nhất mọi người có thể chỉ cần một cầm một cái cúp của 10 km rồi 21 km dần dần mình nâng lên á. Thì mọi người có thấy mình thu hút được mọi người xung quanh không ạ? Mọi người xung quanh có để ý không ạ? Có đúng không ạ? Rồi. Đó. Thì cái đó thì Huyền luôn luôn mong muốn làm mình làm sao mình hiểu về cái này này. Thì bắt đầu mình cần biết mình ưu tiên cái gì để mình làm. Ví dụ sắp tới Huyền làm sao, Huyền cũng làm sao. À, khi mà hoàn thành cái khóa master Và có nhiều thời gian hơn một xíu Hoặc mình sẽ sắp xếp ý, Thì Huyền sẽ bắt đầu là Tham gia À Luyện tập bắn cung Bắn cung Huyền đã biết bắn rồi nha Nhưng mà nó chưa cao thôi với là cũng chưa có định là đầu tư À Đó Thì những cái môn đó ấy Có ai chơi đâu Bây giờ mình chơi Thứ nhất là mình thể hiện về sức khỏe Cái thứ hai Đó là cái sự khác biệt với con người Thì lúc đó mình sẽ thu hút được con người đến với mình Đúng không cả nhà đó, và cái sức khỏe là cái dễ thu hút nhất. Xếp số thứ hai đó là sắc đẹp. Sắc đẹp là dễ thu hút thứ hai. Uhm, sắc đẹp thì mình để ý đúng không ạ? Sắc đẹp ví dụ như những cô gái nhỉ? À, những cô gái hay những à, ví dụ như những cô gái mà có xinh đẹp, ví dụ Huyền nhớ là có một cái cô gái gì mà chuyên make up ở trên YouTube hút hút ấy, đến 3 triệu người theo dõi. Vì cô rất là xinh Và cô trang điểm rất là đẹp Có đến 3, 300 triệu người theo dõi Chứ phải 3 triệu là 300 triệu người theo dõi Thì mọi người hình dung là 300 triệu người theo dõi có phải người ta Làm được rất nhiều việc lớn đúng không cả nhà Cô hiện tại bây giờ cô đang mở hẳn Một cái hãng gọi là hãng về mỹ phẩm à, Hàng gọi là về trang điểm ấy Mở riêng một cái ngành đó Cô cung cấp và bán Hỗ trợ cho con người làm sao làm đẹp cô chỉ make up thôi hàng ngày cô làm quay video cô thứ make up up lên thôi đó sắc đẹp mà nó thu hút lớn lắm cả nhà được không ạ rồi bình uh, ở đây không biết là nhà mình có ai yêu thích uh, người mẫu hay diễn viên nào không hay là có một ca sĩ nào mình thần tượng không có thể bật mic chia sẻ được không ạ mình thấy là mình có thần tượng ai đó chị nhàn thì như đang tư duy xem ngày mình hồi trẻ mình tư mình mình thần tượng ai đúng không bật mic xem nào vì sao mà bị thần tượng bởi người đó chào cô chào cả nhà thật sự là không thần tượng ai bởi vì không không biết hát là không thần tượng ai <laughs> không biết ai à thật nào à, hóa ra là ngước mắt lên trời là nghĩ cho mình đã từng thần tượng ai nhưng mà không ra đúng không giờ đúng rồi <laughs> tưởng là tưởng năng đang tưởng tượng về người đó hóa ra là tưởng tượng cuối cùng mình không mình không có ai không có hình ảnh của ai ngon nhưng mà tốt nhất có một hình ảnh hay hơn ở à đây chị trà my là thần tượng hà anh tuấn lý do làm sao thần tượng hà anh tuấn có phải đẹp trai không anh tuấn mỹ tâm à đúng rồi huyền cũng rất là thích mỹ tâm nhưng mà huyền thích đan trường mỹ tâm và đan trường Bé lại thích đan trường. Cái bé rất thích đan trường luôn đấy cả nhà. Trời ơi, cái tóc bồ đầu bổ đôi của đan trường. Có ai nhớ không ạ? Cái mốt thầy 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 đan trường đầu bổ đôi đúng không? Cái tóc bổ đôi của đan trường nó đẹp trai thì thôi rồi cái ngày đó. Mà đúng thật là khi ra ngoài đời nhìn đi. Trời ơi, đan trường nó nhìn trên video cả nhà, nó to, nó đô con đúng không? Đẹp trai. Ra ngoài trời ơi sao sao chú đan trường chú nhỏ con thế chú. Mà bé lắm nó trường nhỏ lắm cả nhà nhỏ nhỏ thấp thấp nhỏ nhỏ con con ấy người nhỏ lắm hay lắm nhưng mà đó có nghĩa là mình sẽ thường bị thu hút đầu ở cái đó không ạ vậy tại sao bây giờ mình bắt đầu mình quay lại đi yêu thương bản thân mình đi chăm sóc sắc đẹp của mình dần đi hiểu chưa ạ thì mình sẽ cũng có quyền thu hút được con người Đã. và huyền thấy là huyền bây giờ với huyền ngày xưa khác nhau thật nếu mà ai có facebook của huyền á vào uh, lướt kéo lên những cái ảnh mà ngày xưa của huyền ấy Trời ơi, nhìn nó khác lắm. Khác rồi đó. Khác. Đấy, là hay. Dạ. Thì làm sao? Mình biết yêu thương bản thân mình ấy. Tự dưng. Và đặc biệt cái đẹp của mình ấy, là đẹp từ trong ra. Nó sẽ khác với cái đẹp bên ngoài. Mọi người để ý đúng không ạ? Những người nào mà đẹp từ trong ra. Mà mình nhìn những cái người đẹp mà kiểu đẹp thẩm mỹ. Nó khác mà. Đúng không? Dạ. Đó. Thì mình làm sao mình đẩy cao cái sắc đẹp của mình hơn? Cô chia sẻ cách chăm sóc. Cách chăm sóc cơ bản nhất đó là mình phải vệ sinh ra hàng ngày. Ít nhất đó là tẩy trang, sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết. Rồi dùng nước hoa hồng, kem dưỡng. Cái bước làm sạch là có 3 bước đơn giản thôi. Đấy là đơn giản nhất nha. Đó là tẩy trang, sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết. Rồi sau đó chúng ta sử dụng nước hoa hồng và một cái loại kem nào đó dưỡng là cái nước da của cả nhà nó sẽ thay đổi dần dần ấy. Bản chất là mọi người đang học những cái này này, mọi người đã bắt đầu đẹp từ trong rồi nhưng mà mọi người thêm những cái chăm sóc bên ngoài nữa. Tại vì sao? Tự mình làm đẹp thì đẹp trọn đời. Mình mà đẹp cái có một cái quan niệm ấy, tự mình làm đẹp thì đẹp trọn đời. Nếu mà mình ra ngoài tiệm mình làm đẹp thì đẹp không lâu. Đúng không cả nhà. Mình ra ngoài làm đẹp ấy là đẹp không lâu. Nhưng mà mình tự làm đẹp thì đẹp chọn đời. Đó là cái quan niệm mình khá là tâm đắc. Mình tự làm đẹp mình ấy, thì làm mình đẹp chọn đời. Rồi, sắc đẹp là ưu tiên số một cho huyền. Mình là chị em phụ nữ, kể cả đàn ông. Sắc đẹp ưu là ưu tiên số một. Sau đó là tự mình làm đẹp thì đẹp chọn đời. Mọi người nhớ hai cái quan niệm đó. À, mình sẽ có một cái chủ đề sẽ có một cái chủ đề làm rõ cái chỗ này đó. Hình như là Huyền có một cái chủ đề sẽ nói về sắc đẹp đấy cả nhà. Sắc đẹp và sức khỏe, sức khỏe. Chia sẻ những cái quan niệm về sắc đẹp và sức khỏe để cho mọi người nắm rõ. Dạ. Đó. Sẽ có, sẽ có Huyền chắc chắn Huyền sẽ làm một cái lớp một cái chia sẻ về một cái lớp sắc đẹp để cho mọi người hình dung rõ về những cái quan niệm chuẩn trong sắc đẹp là gì. Thì chỉ cần đó, có ba cái cơ bản, ít nhất mình phải có năm thứ. Thứ nhất đó là nước tẩy trang, sữa rửa mặt tẩy tế bào chết rồi uh, nước hoa hồng và kem một cái loại kem nào đó chăm sóc da là ok rồi thì chúng ta sẽ chăm sóc da hàng ngày như vậy thì da mình cứ dần dần ấy, nó khỏe quan trọng ấy cái khỏe của da nó không phải là trắng mà là khỏe cái 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 da đẹp ấy là da phải khỏe phải đều màu lỗ chân lông lỗ chân lông nhỏ xe khít cả nhà hình dung chưa đó mới là da đẹp chứ còn đẹp mà mình 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 cứ đặt đẹp mà trắng bạch da da yếu ấy, thì đâu có phải là đẹp da đấy có da không da không đẹp da không khỏe mà da chúng ta phải khỏe phải đều màu màu á nó phải đều nha được chưa nỗ chân nông nó phải nhỏ dạ à. vậy thì chúng ta hãy quay lại chăm sóc chính sức đẹp của chúng ta đi ạ đúng không ạ đó là cái cách vũ khí để chúng ta thu hút đấy cả nhà vì người ta ví dụ người ta nhìn thấy mình đẹp ấy, là người ta cũng đã thích nói chuyện rồi đúng không cả nhà nhìn thấy mình khỏe khỏe để làm gì để người ta biết rằng à cái người đó có hỗ trợ hay là đi theo cái dự án đó được lâu hay không hay chỉ được đi được 3 năm tháng ngày uh, tháng ốm đến 3 bốn lần thì ai dám theo đúng không cả nhà dạ đó nó chỉ đơn giản như vậy nếu mà chúng ta có sức khỏe tốt thì có phải người ta cũng đủ tự tin là à người ta sẽ gắn uh, tham gia cùng mình gánh bác cùng mình xuyên suốt đúng không nhưng mà động cái gọi điện à chị đang mệt lắm à chị đang chị đang sốt này à thế này à thế kia thì người ta còn đủ tự tin để người ta theo mình nữa đâu đúng không ạ người ta phải đi làm với ai hoặc là gắn kết một dự án với ai thì phải 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 khỏe mạnh thì mình mới theo được chứ thì người ta mới tin chắc là giao là giao toàn bộ sức mạnh của người ta cho mình chứ đúng không ạ ừ, đó thì mình phải có sức khỏe đó thì vậy có sức khỏe ví như nhà mình hiện tại em thấy là nhà mình hiện tại là uh, chị Hân này chị gấm này chị nhàn rồi chị hiền với chị trà my thì chị không bao giờ vật cao nên em cũng chưa biết <laughs> chưa biết như nào nhưng mà em tin chắc là các chị cũng đang đều có một cái vẻ đẹp nào có của mình rồi thì làm lớn những cái đó lên đó nhưng chị hà này cũng có một sức khỏe rất là tốt đó thì chúng ta làm lớn những cái đó lên thì chúng ta sẽ làm sao sẽ thu hút được con người đã. Thuận duyên nha chị Trà My với chị Hiền nếu mà thuận duyên lúc nào mà có anh chị Trà My thì như ngồi ngân ngồi ở cơ quan thì không bật được cam rồi nhưng mà chầm anh à, chị chị Hiền mới không bật được cam còn Trà My nếu mà thuận lợi thì có thể bật cam lên tương tác cùng mọi người. Thôi chào nhân duyên lắm thì chúng ta mới có ở đây ấy. biết ơn lắm luôn đấy. Dạ. Cái số 23 Thôi mình cứ viết trước nha. Cái số 3 nó là năng lực nha. Trí tuệ là thứ sau. Nhưng mà thôi mình có thể biết là trí tuệ cũng đồng. Cái số ba nó là năng lực cái cả. Năng lực. Nếu ở đây ạ. À, à, chị Nhàn có thể chia sẻ là từ khi chị biết vẽ. Chị thấy có phải thu hút được con người không? Có thêm một cái năng lực mới. Á. Đúng không chị Nhàn? Có thuận lợi không? Dạ. Chào cô. Chào cả nhà. Dạ đúng không ạ khi mình đến vẽ mình sẽ những người mà họ 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 muốn vẽ họ không có môn trường để 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 để, để trao rồi á thì khi mình đến vẽ mình chia sẻ cho họ thì họ rất là thích và vẽ không không như trước mình tưởng là phải vào trong một cái cái trường học vẽ mới vẽ được nhưng chỉ có những cái đơn giản là một cái bút chì và một tờ giấy và những những cái, những cái chi tiết mình hướng dẫn thì họ đã vẽ được rồi thì như em như một em như chỉ có một đứa cháu đấy nó ở dưới cách chỉ 130 cây khi mới biết là à nó gọi bằng mợ mợ biết vẽ thế là nó thích lắm nó kêu vậy mợ cho con học vẽ với thì bé cũng tranh thủ vào những lớp buổi tối á à, khóa trước thì bé cũng có học vẽ một hai bài thì đó là đầu, đầu tiên là nó hút được một một bé nhỏ rồi còn phần, phần sau này vẽ được nhiều hơn thì chắc sẽ thu hút được nhiều người, người khác nữa cảm ơn cô có cả nhà yeah. và một cái đặc biệt cả nhà mình có tài rồi á đừng có giấu mình hãy mượn mọi công cụ thủ đoạn thể hiện ra để cho người ta biết thì con người mới về với mình nghĩa là sao hãy mượn mạng xã hội hãy mượn zalo hãy mượn facebook hãy mượn mọi nơi để làm gì để nói cho người ta biết là tôi có cái này có cái kia Hãy nhà đợi huyền chút cho nghe điện thoại xíu nhá. Nhà. Có nghĩa là sao? Mình đang có rồi á, mình nhớ là mình nói lên, mình khoe lên, mình hô lên và tôi đang có cái này, tôi đang có cái kia vào. Có nghĩa là sao? Cái đặc biệt này, này Huyền thì thực sự là Huyền rất là biết ơn Facebook ấy. Nhờ có Facebook mà Huyền thực sự Huyền kết nối được rất là nhiều bạn và có rất là nhiều người quan sát Huyền ấy. 3 năm rồi, 4 năm rồi. không bắt đầu mới dám nhắn tin cho Huyền ấy cả nhà có nghĩa là người ta theo dõi mình liên tục liên tục ấy người ta thấy sự thay đổi của mình ấy nhưng mà người ta thấy là mình càng thay đổi mình càng lên ấy thì người ta cảm thấy là mình càng lớn mà người ta còn không dám nói chuyện luôn cả nhà nhưng mà khi mình chỉ cần mình mở lời mình nhắn tin là à bây giờ tôi cần có cái này hoặc tôi có cái dự án này cần có nhiều người có cần có bao nhiêu người đồng hành cùng ấy là mọi người nhắn tin liên tục luôn á. đặc biệt ngày xưa huyền kinh doanh ấy cả nhà ngày xưa mình, tập trung vào kinh doanh nhiều mà thì có những người theo dõi huyền kinh doanh từ những ngày đầu tiên từ những cái đơn gọi đơn nhỏ đơn lẻ lắm đó nhưng mà đến khi mà mình mở hệ thống ấy, thì bắt đầu người ta mới nhắn tin là chị ơi em theo dõi chị ba bốn năm nay rồi mà bây giờ em mới nhắn tin cho chị chị ơi cho em kinh doanh với cả, cả nhà hiểu không có nghĩa là mình đang thu hút mình đang có sự khác biệt với mọi người về một cái ví dụ như cái thời điểm đó này mình có cái năng lực về kinh doanh làm hệ thống người, người ta bị thu hút bởi bởi những cái mà mình đang làm được nhưng xong làm sao ạ à? à? nhưng người ta chưa dám nhưng đến một cái thời điểm đó thì người, người ta sẽ đến với mình người đó sẽ đến với mình Like lắm cả nhà vậy thì ở đây ạ à, như huyền thấy là ví dụ như là chị chị yên này cũng bắt đầu trên lộ trình này tham gia học vẽ của huyền tò mò cũng thích bắt là vẽ nhưng mà khi vẽ được một bức tranh nào cả nhà cả nhà cứ up lên trên facebook đi hoặc trên zalo đi mọi người sẽ thấy những người bạn của mình, những người đồng hành của mình nhìn thấy, ôi, đến tuổi này rồi mà bà Hân bà ấy còn đang học vẽ này. Sao bà vẽ đẹp thế? Xong bắt đầu cuối cùng quay sang, tự dưng nó nâng cấp được cái mối quan hệ luôn và ngay. Nó nâng cấp được mối quan hệ luôn và ngay đó. Tại vì sao ạ? Có thể là ngày trước, cái từ trước giờ ấy, lâu lắm rồi, kể cả bạn thân ngày xưa, nhưng mà mình quên mất không nói chuyện ấy. Tự dưng người ta thấy mình có một cái gì mới ấy, Tự dưng người ta sẽ chủ động liên hệ với mình. Đó chính xác là mình đang thu hút vì cái tuổi đó ấy, người ta chỉ lo cho con, cho cháu thôi. Đồng tiền kiếm miếng cơm, miếng áo thôi. Làm sao cho con cháu mình tốt nhất. Làm gì có thời gian đâu mà ngồi vẽ vờ hay là tập thể dục. Hay là đi nhảy, hay là đi uh, zumba, hay là đi khiêu vũ gì đâu. đâu. No. Người ta làm gì có ạ. Nhưng mà khi mà người, mình nói cái đó lên ấy, thì mọi người mới thấy là à, phải chăm sóc cho mình chứ. Có nghĩa là nhìn vào cái hiện thực của mình ấy, là ước mơ cả nhớ nhớ lúc nãy cái câu à lúc sáng này mình có nói không ạ cuộc sống của mình phải là cuộc sống ước mơ của người khác thì người khác mới nghe mình nó là đến cái mức cái cái đoạn chỗ ảnh hưởng ấy nhưng mà đầu tiên nó okay. phải mình cuộc sống của mình ấy, là phải cuộc sống ước mơ của người khác thì người ta bắt đầu mới bị thu hút vậy tại sao mình không nói lên mà mình cứ giấu đi làm gì kể như chị gấm này như chị nhà này em thấy là cái chị đang đầy đủ những cái khả năng của mình rồi ví dụ như cái bài thuốc kinh doanh của chị chị gấm à cái bài thuốc dân gian của chị gấm ấy thì chị gấm bảo ừ tôi nói cho người này người kia mà chả ai thèm nghe mình thì bây giờ không nghe đúng không mình làm thủ đoạn khác mình quay video mình nói mình up lên facebook up lên zalo làm mọi thủ đoạn đi cho em quay cái video ai nói xong có thể quay cái cách làm một cách rất là đơn giản chữ abedan bằng cách đó là ngậm ừ, nước nóng với mật ong chị có đây đúng không rồi. em em có có tức <laughs> <laughs> là em cũng có có làm video cô thế ừ. là cũng có một cái kênh tiktok luôn á làm tại vì mùa dịch covid á ừ. tư vấn f không nhiều quá nên là cứ nhắc đi nhắc lại hoài á nên là cuối cùng là cứ làm đã video chia sẻ chia sẻ những kiến thức nhỏ nhỏ vậy đó để gửi cho người ta cho nhanh mà dạo này cũng bận quá nên không làm xiên chắc mai mốt phải làm xiên mỗi ngày <laughs> Đi đó, đây, có nghĩa là mọi người đang có rất nhiều tài năng Mọi người đang có rất nhiều năng lực ở đây này Mọi người hãy nói ra Nói ra thì mọi Đẹp. người sẽ nhận được Dạ, chị làm lớn, quan trọng á Bây giờ chị đang làm như vậy là rất tốt rồi Nhưng cần làm siêng, làm rõ nó hơn nữa Làm theo một nguyên tắc đúng, đủ, đều Thì mọi người sẽ trở thành chuyên gia đúng, đủ, đều. Thứ nhất, đúng là gì? Làm đúng cái chuyên môn đó. Xuyên suốt cả lộ trình mình chỉ đúng cái nội dung ví dụ về sức khỏe, về dân gian. Thì xuyên suốt tìm tất cả các bài bài chia sẻ về dân gian cho em. Cả nhìn dung chưa? Là đúng. Nghĩa là mình chỉ chọn, nghĩa là người ta nhắc đến gấm là đến những cái phương pháp chữa bệnh bằng dân gian. Hoặc đồng y hoặc các mẹo cơ bản thông thường. Kiểu như vậy, đó là cái thứ nhất. Cái số 2, đúng không ạ? Đủ, đủ là gì? là mình sẽ làm một ví dụ một tuần đúng không ạ một tuần là mình làm bao nhiêu ạ 10 video hay 5 video và đều đặn đều đặn qua ít nhất 3 năm nhớ cái đều của mình ít nhất 3 năm thì mình sẽ trở thành chuyên gia trong ngành đó 3 năm thì mọi người sẽ trở thành chuyên gia trong ngành đó mọi người sẽ có tiếng dạ thì như với ví dụ như khi mà huyền nhận được cái nguyên tắc này xong ấy mình mới thấy là Như cái vẽ của huyền Huyền cũng là một người chưa từng biết vẽ Chưa từng biết vẽ luôn cả nhà Và kể cả đến bây giờ Huyền vẽ cũng không đẹp bằng học viên luôn Chia sẻ thật là như vậy Nhưng Huyền vẫn cứ làm Huyền vẫn cứ làm Và Huyền đặt ý là khi mà Huyền làm đó là Làm để làm gì? Làm để chuyển giao cho người khác Làm để cho mọi người có thể đứng lên lớp chia sẻ Một mình mình làm sao hỗ trợ được 10 triệu người đấy? Vậy thì mình phải làm sao? Tam nghĩa là nhân bản mình ra, nhân bản những cái người leader của mình ra, những người chuyên gia của mình ra, khoảng tầm 5.000 người thì sẽ hỗ trợ được 10 triệu người. 5.000 chuyên gia như mình, 5.000 giáo viên như mình thì người ta sẽ hỗ trợ được cùng nhau nối dài cánh tay thì mới hỗ trợ được 10 triệu người. Đúng cả nhà. Đó. Thì mình chỉ đặt ý như vậy thôi và mình cứ làm như vậy thôi. Và làm sao thì bây giờ hiện tại là như đến tháng thứ 9 sang tháng thứ 10 rồi nè. Tháng thứ 9 rồi đấy ạ, mới có 9 tháng mà cũng lên ca 9 rồi đấy cả nhà, <laughs> lớp bây giờ cũng lên ca 9 rồi đấy cả nhà, đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, vậy thì làm làm sao, đúng, đúng rồi đúng nhạc, là xuyên suốt, nhân định của quyền bây giờ mọi người, nói thật nhiều lúc mọi người bảo Huyền này nó cũng nhắm nhân hiệu, <laughs> cũng trêu, Huyền mọi người cũng hay trêu như vậy. Nhưng mà Huyền có thì cứ nói ra thôi và làm thôi thì có những người cần ví dụ như bây giờ những ai mà cứ mang thai là gần như trong trong gọi là data những người quen biết là mọi người sẽ nhẹ, kết nối để cho Huyền được hỗ trợ. Kiểu như vậy. Đó. Rồi chăm sóc con, ví dụ có vấn đề gì sẽ hỗ trợ kết nối để Huyền được hỗ trợ cho mọi người. Rồi. Rồi bây giờ biết thêm vẽ. Sau này uh, hiện tại như bây giờ mọi người còn trong đội Ironman là đang Ironman của tổ chức quý là đang đang đẩy huyền lên trở thành chuyên gia là người bảo trợ chính ở ngoài Bắc. Bảo trợ cho mọi người chính ở ngoài Bắc, hỗ trợ cho người chính mọi người trong huyết ở miền Bắc. Đó. Thì có nghĩa là mình có năng lực thì mình cứ nói ra, nói ra thì người ta mới biết. Mà nó giống như là cây nguyên lý về cây lúa, triết lý cây lúa cả nhà nữa không? Chứ lúa non thì phải ngoi đầu lên, thì người ta mới tưới nước bón phân cho mình. Chứ đang lúa non mà chứ gì đã khúm lúng cúi xuống rồi thì ai? Người ta bảo đấy là cây lúa đấy là không thể lớn được rồi thì người ta sẽ đạp, dẫm đạp ngay. Người ta sẽ nhổ ngay. Vậy thì mình là núi non thì mình phải vươn lên, mình phải nói lên à mình đang có những cái gì, mình đang có những cái năng lực gì đây. Mình là núi non thì phải ngoi lên thì mới thu hút được. Được chủ vườn nó đến nó tưới nước tưới bón phân nữa chứ. Đúng không ạ? Đó, vậy thì mình có năng lực thì mình ngay nói ra. Được chưa? Ví dụ như chị Hân bây giờ đang rất là đẹp, ngưỡng mộ cái làn da của chị và chị làm lớn cái đó lên. Trời ơi, bây giờ nhiều người làm gì được cái nước da như chị đâu. Tuổi như chị làm gì được đó. Đúng không ạ? Về tuổi vật lý nha. Tuổi tâm hồn thì biết là chị chị Hân cũng chỉ có 20 tuổi thôi. Nhưng mà tuổi vật lý á. Đó. Tâm hồn làm sao được thoải mái như vậy? Đó. Hãy nói nên mình có cái gì mình chia sẻ nên mình làm lớn lên. Thì tự dưng là con người sẽ tụ về với mình. Thu hút được con người với nhau. Đó. Rồi. Đầu tiên sức khỏe, sắc đẹp, ba là đáng được lực. Tiếp theo đó là trí tuệ. Trí tuệ thì làm sao chúng ta đạt được trí tuệ tầng bậc 3. Đúng không ạ? Ít nhất tầng bậc 3. Cho hiểu Là hôm qua với hôm trước giàu trí tuệ làm rất rõ rồi Rồi cái tiếp theo Một cái để chúng ta thu hút được con người nữa Đó chính là Năng lực tâm thái tâm thái Trí tuệ xong đến tâm thái Tâm thái Nếu mà mình luôn luôn có sự trân trọng biết ơn bao dung cho con người Thì mình cũng có Thu hút được con người cái nữa đó là phẩm chất phẩm chất đó là nhân lễ nghĩa trị tín đấy cả nhà nhớ không ạ đó. phẩm chất huyền đã nói cũng rất rõ rồi đúng không ạ trong phần giàu phẩm chất rồi rồi cái nữa đó là nhân cách ừ, nhân cách để tạo ra môi trường đúng không ạ nhân cách kiện toàn đấy ạ chín nhân cách vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ yêu thương bao dung trân trọng biết ơn khiêm tốn chân thật ok dạ. và cái nữa đó là cảnh giới cuộc sống thì cuộc sống mình biết tắt đây. cảnh giới cuộc sống thì cảnh giới cuộc sống thì mình sẽ đặt cảnh giới từ số 5 trở lên cho huyện cảnh giới cuộc sống làm sao mọi người đặt ý mà chúng ta phải đạt được cảnh giới cuộc sống từ số 5 trở lên ạ chúng ta đạt được cảnh giới cuộc sống từ số 5 trở lên đó là thành công cộng sức khỏe tốt cộng gia đình hòa hợp cộng sức khỏe tốt gia đình hòa hợp thì là hạnh phúc đây ạ cái cảnh giới cuộc sống này đó thì chúng ta phải làm à đâu như đây là tập là... tao tàu... 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 luyện luyện chữ đầu tám lấy nhầm lấy nhầm, nhầm. Đợi một chút để em nhìn lại xem là cái cảnh dưới cuộc sống nó đâu tại cảnh dưới cuộc sống là tô là chia sẻ ngay những cái buổi đầu tiên á đây 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 ok đây ạ, cảnh giới cuộc sống ạ. Thì đạt thấp nhất, làm sao chúng ta đặt ý chúng ta phải đạt cảnh giới cuộc sống số 5 trở lên thì sẽ thu hút được con người. Thế là cảnh giới thành công thì đã thu hút rồi, nhưng mà tốt hơn nữa đó là sức khỏe tốt cộng gia đình hòa hợp là hạnh phúc. Cảnh giới cuộc sống số 5 trở lên thì sẽ thu hút được con người. Được không ạ? Như hôm trước cảnh giới cuộc sống này là chị Hân chưa nghe đúng không chưa vào chưa chưa nghe mày chị chưa nghe cái này cái này ở buổi số 2 trên cái link của em á trên cái link ghi âm á chị mở có thể mở để mở chị nghe, nghe lại, nha. Để chị nghe dạ. lại cái này dạ vâng thì đó mình sẽ đặt cảnh giới cuộc sống bắt đầu từ số 5 trở đi cho em đó là thành công cộng hạnh sức khỏe tốt cộng gia đình hòa hợp bằng hạnh phúc có nghĩa là mình đạt từ hạnh phúc trở lên sẽ thu hút được con người. Thật ra cảnh giới số 4 đã thu hút rồi nha. Nhưng mà mình làm sao mình hoàn thiện. Mình phải từ đã thành công rồi thì mình phải có thêm sức khỏe tốt còn có, có thêm gia đình hòa hợp nữa ok chưa ạ dạ. à uhm, chị gấm chưa vào nhóm telegram à chị nhà ơi thêm chị gấm vào nhóm telegram hộ em với nhà nó biết có trong chưa dạ đó thì chúng ta sẽ đạt được cái cảnh giới đưa về làm sao là cảnh giới cuộc sống từ số 5 trở lên ok chưa ạ dạ. Ừ, dạ đó và tiếp theo một cái nữa đó là chúng ta sẽ là vật chất vật chất nó xếp cuối cùng như nhá vật chất nó xếp cuối cùng có nghĩa là những người mà có tài chính tốt đúng không ạ có vật chất tốt thì làm sao thì cũng có thu hút được con người rồi đúng không ạ dạ đó vậy thì ở đây chúng ta có chín cái thu hút chín cái chúng ta sẽ thu hút ở đây được không ạ để mình gửi luôn cái link nha. nhóm lên cho cả nhà Đó, đánh rồi chat rồi đó cả nhà. Đó, chị gấm chưa vào với chị ấy chưa vào có thể nhấp cái đường đường link trên khung chat này để vào để có thể nhận file game đường có áp luôn trong đó đó cập nhật hàng ngày đó thì chúng ta sẽ thu hút con người bằng cách đó là bằng nào bằng chúng ta có sức khỏe tốt sắc đẹp trí tuệ năng lực tâm thái phẩm chất nhân cách cảnh giới cuộc sống và vật chất được không ạ khi mà chúng ta có sự khác biệt cách biệt thì chúng ta sẽ thu hút được con người hiện tại mọi người đang có rất nhiều cái để thu hút rồi quan trọng là chúng ta sẽ làm lớn nó này nói ra chia sẻ ra nói hãy hô vang lên là tôi có cái này tôi có cái kia ừ ngạ đã à, đó thì mọi người sẽ thu hút và sẽ có con người tụ về cùng mình đó à, sẽ có con người tụ về cùng mình đơn giản như vậy thôi ạ à. rồi đó là thu hút vậy thì bây giờ với chị Hân thì xem mà à khi mà nghe xong này thì uh, theo góc nhìn của mình thì bây giờ mình sẽ xây dựng nhân hiệu của mình hay là xây dựng mình sẽ là có cái gì để mình thu hút đầu tiên đây có cái gì hả cái dễ nhất là mọi người hay hỏi chị là trời chị Hân sao da chị đẹp vậy nó thì nào giờ thì chị cũng chỉ nói sơ sơ thôi thế thì bây giờ thì mình chia sẻ thôi Ừ. Đúng rồi đó <laughs> thì nào giờ gì chị không có để ý với những cái việc này đâu mà mình cũng không có 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 chủ trương là thu hút gì hết nhưng mà mình 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 học xong cái này thì mình thấy ờ thế thì ít ra nếu như mà mình nói cái gì đó thì cũng chia sẻ được thì cũng giúp được người nào đó thì cũng tốt thì ừ. mình cứ chia sẻ thôi dạ yeah. ngon thì đúng không cả nhà cái mà chị, chị 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 hân vừa nói đúng nhưng mà ở đây cái trọng điểm của nó nha cái trọng điểm để mà quyết định cái thu hút ấy, nó là đây cái trọng điểm trọng điểm ở trong để chúng ta thay đổi và để chúng ta có sự thu hút tốt nhất đó là đây trí tuệ và tâm thái cái trọng điểm đó là trí tuệ và tâm thái. Sau đó chúng ta sẽ bồi dưỡng phẩm chất và nhân cách. Là cái gì? Là những cái cảm thụ rất là vi cái, cái 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 vi tế ở phía bên trong, cảm thụ vi tế về phi vật chất ở phía bên trong mình. Đúng chưa? Thì bên ngoài á chỉ cần chúng ta có một cái tâm thái luôn luôn an vui cho trọng biết ơn và bao dung ấy thì bên ngoài của mình á nghĩa là sao? Cái sức khỏe và sắc đẹp nên nó tự nó tự biết cách điều chỉnh để làm sao nó đẹp nhất có thể. Nó tốt nhất có thể, nhà như vậy. Đó, thì cái trọng điểm ở đây đó là trí tuệ và tâm thái, rồi sau đó chúng ta bồi dưỡng phẩm chất và nhân cách. Nếu có cảnh giới cuộc sống càng cao thì càng tốt. Cảnh ví dụ cảnh đạt cảnh giới cuộc sống số 7 thì có quyền thu hút được mọi đối tượng. Ví dụ nếu mà chúng ta có sức khỏe thôi á thì chúng ta chỉ thu hút những người liên quan đến sức khỏe chúng ta có sắc đẹp không ấy thì chúng ta chỉ suy liên thu hút được những người liên quan đến sắc đẹp nhưng nếu mà chúng ta có những cái nội lực cái phi vật chất bên trong đó là trí tuệ tâm thái phẩm chất và nhân cách này, này thì làm sao con người sẽ gắn kết với mình lâu hơn ví dụ sức khỏe và sắc đẹp thu hút thì đúng là nhanh nhất nhưng nó đi cũng nhanh nhất cả nhà hiểu không nhưng mà khi mà mình thu hút bằng sức khỏe sắc đẹp rồi người ta đến mà mình lúc đó mình có trí tuệ có tâm thái có phẩm chất nhân cách nữa ấy, thì người ta sẽ gắn kết với mình rất là lâu và đặc biệt có một bí mật được tiết lộ ra Đó là người nào có sự thu hút Thì cuộc sống của họ rất nhẹ nhàng Một cái bí mật đã được nghiên cứu Đó là người nào có sức thu hút Thì cuộc sống của họ rất nhẹ nhàng luôn Đó Vậy thì từ đây là đi chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta hãy làm sao trong phần đời còn lại của chúng ta Chủ động làm cái gì? Chỉ thu hút thôi Thu hút bên ngoài vào thôi yeah. Chứ đừng yêu cầu người khác thay đổi chủ động thay đổi con người của mình nâng tầng bậc lên à thì lúc đó mình sẽ thu hút được con người không cần người khác thay đổi đâu ạ chỉ cần chúng ta thay đổi chúng ta thu hút được con người chúng ta đẹp về tứ trí tuệ tâm thái năng lực nhân cách rồi đẹp về sức khỏe rồi sắc đẹp cảnh giới cuộc sống nâng lên có đầy đủ vật chất thì con người tự tụ về không cần phải làm sao ạ chúng ta không cần phải đi thay đổi con người nữa mà chúng ta chỉ cần thu hút là ok rồi. Được dạ. Ừ uhm, dạ. Và vậy thì thu hút rồi thì chúng ta phải làm gì? À đúng rồi, thu hút rồi thì bắt đầu chúng ta ảnh hưởng. Thì có một cái bí mật được tiết lộ đó là người có trí tuệ thì người nào mà có trí tuệ nhẹ nhàng. Người nào mà có trí tuệ thì họ có sức ảnh hưởng người nào mà có trí tuệ thì người đó có sức ảnh hưởng vậy thì sức ảnh hưởng khi nào sức ảnh hưởng khi mà mọi người có thể ghi cái này ạ người có sức ảnh hưởng là ghi cái định ngưỡi này để mình có thể nhớ này người có sức ảnh hưởng là là người đặt lợi ích người khác lên cao hơn lợi ích của chính mình người có sức ảnh hưởng là người đặt lợi ích của người khác lên cao hơn lợi ích của chính mình nhưng không hạ lợi ích của mình xuống ạ dạ. người ảnh hưởng là người người có sức ảnh hưởng là người đặt lợi ích của người khác lên cao hơn lợi ích của mình nhưng không hạ lợi ích của mình xuống ạ dạ. người có sức ảnh hưởng là người đặt lợi ích của người khác lên cao hơn lợi ích của chính mình mà không hạ lợi ích của mình xuống. À, thì cái này biểu hiện rất rõ ở trong kinh doanh. Nếu ai đó mà biết cách đặt lợi ích của người khác lên ấy, thì người đó sẽ sao? thì đặt lợi ích người khác cao hơn lợi ích của mình ấy, thì người đó rất dễ được người khác yêu mến và thích làm ăn với họ. Thì ở đây ạ, à, khi mà nói về kinh doanh thì hiện có một cái câu chuyện rất là nhớ đó là câu chuyện được kể là đó là có một cái vị thương nhân ý bị phá sản không còn cơ hội làm ăn gì hết thì lúc cái lúc đó trong tay người thương nhân ý chỉ còn đúng một nghìn đô la ông đi qua một cửa hàng sạp báo và thấy một bài phỏng vấn của một người doanh nhân thế là ông huy động tiền hết tất cả loại tiền à, huy động tiền về để khởi nghiệp lại và sau đó ông rất thả thành công thì một ngày kia một người à, ông đi thuyết trình cho sinh viên và có người hỏi tại sao ông lại có thể vực dậy trong một thời gian ngắn và rất là giàu có như vậy thì lúc đó ông mới trả lời rằng khi tôi bắt đầu phá sản ấy và lâm vào bế tắc thì ngay giây phút đó tôi đọc được một bài báo trên tờ báo đó có nói một cái câu chuyện cực kỳ đơn giản là ông nội của doanh nhân đó chỉ cho doanh nhân đó là trong cuộc sống này khi mình làm ăn nhé khi làm ăn với người khác ấy thì khi mà chia tiền ấy nếu mình được 10 phần ấy thì cũng không lên khi mà người ta chia tiền cho mình ấy mà được 10 phần thì mình cũng không lên này hết Thường thì thường thì con người của chúng thường thì cái lúc đó thì là người doanh nhân mới bảo là à thường thì người doanh nhân luôn luôn tìm cái đó là tìm cách gửi lại cho người khác hai phần nhưng mà Dương con ấy thì gửi tại cho người khác 6 phần. Người đó nghe ông nội nói. Ấy, và người đó nghe nghe người ông nội chỉ cho. Ấy, thì người đó rất là thành công. Thế sao? Cái câu chuyện kể là có nghĩa là cái người ông nội hỏi người doanh nhân rằng nếu con kinh doanh mà người ta cho con 10 phần ấy, thì con sẽ làm như thế nào? Thì cái lúc đó cái người doanh nhân trong tờ báo người ta có nói rằng À mình sẽ gửi lại cho người người đó, người làm ăn với mình ấy, hai phần, người ta lấy 8 phần. Nhưng mà ông nội có chỉ rằng chỉ lại cho người doanh nhân đó là con hãy lấy 6 4 phần và chia lại cho người ta 6 phần. Thì cái lúc đó người doanh nhân ở trong trên tờ báo rất là, rất là thành công và cái lúc đó ông nghe ông khi mà ông này nghe thấy như vậy ấy, thì cái vui thấy là trong cái kinh doanh trước đây của mình ấy là mình rất là tham, lúc nào mình cũng lấy nhiều phần hơn so với cái công mình bỏ ra. Đềm gì để tối ưu cái lợi nhuận. Vậy thì khi mà ông nhận được cái triết lý kinh doanh đó, thì bắt đầu ông chỉ lấy 6 phần và ông gửi lại cho người và ông sẽ gửi lại cho những người tham gia vào trong quá trình làm ăn của ông. Có nghĩa là ông ấy sẽ lấy cái 6 phần đó chi trả cho những người tham gia cùng làm ăn với ông và ông ấy rất là hài lòng với cái điều đó ông hài lòng với cái bốn phần mà mình có làm đúng theo nguyên tắc như vậy thì lúc đó ấy, cái việc làm ăn và cái uy tín của ông ngày càng được nâng cao và cái việc làm ăn của ông được thành công rất là nhanh chóng trong một thời gian rất là ngắn có nghĩa là sao mình sẽ đặt lợi ích của người khác cao hơn lợi ích của mình cao hơn cái lợi ích của bản thân mình ấy thì mình mới có sức ảnh hưởng thì lúc đó mình mới có đủ tư cách nói người khác mình có đủ tư cách nói người ta nghe mình. Đúng không ạ? Cho nên cái giá trị á, nhà, giá trị trở lên vô nghĩa nếu không ảnh hưởng được và không thu hút được. Cái giá trị của mình có nhưng mà không ảnh hưởng được và không thu hút được con người á thì cái giá trị đó là sao ạ? Cái giá trị đó là vô nghĩa, đúng không ạ? Và để mà chúng ta trao được giá trị thì chúng ta mới hỗ trợ được cho con người đúng ạ thì đây nó có một cái ở đây có một cái rất là hay ở đây cả nhà để chúng ta có một nguồn tiền lớn qua cái bài kinh doanh thì mình có thể chia sẻ thêm cả nhà cái chỗ này về thu hút này để chúng ta có thể trở thành người giàu ạ Đúng chưa thì chúng ta phải có thương hiệu cộng với dòng tiền. Thì lúc đó nó sẽ ra một tiền lớn. Thương hiệu cộng với dòng tiền thì nó sẽ ra tiền lớn và thương hiệu này được tạo ra từ đâu ạ à? thương hiệu thì được tạo ra từ giá trị thực thương hiệu thì lại bằng giá trị thực nhá thương hiệu này chúng ta muốn trở thành thành công đúng chưa ạ năm hôm qua là à hello chị uh, Hải chúng ta muốn trở thành người thành công đúng không ạ thì chúng ta phải có một nguồn nào đó một nguồn cái dòng tiền có một cái lượng tiền lớn đúng không ạ tại vì sao mình nhớ cái cảnh giới cuộc sống không lúc nãy không ạ đó là kinh doanh cộng lợi nhuận đúng không ạ đây này kinh doanh cộng lợi nhuận hay là tiền á là sự nghiệp sự nghiệp cộng trưởng thành là thành công đúng chưa vậy thì ở đây ạ thì để mà trên một cái góc nhìn để chúng ta thành công thì chúng ta phải có một số lượng tiền lớn, tiền nhiều đúng không ạ? Mà tiền nhiều được quyết định bởi cái gì? Bằng thương hiệu và dòng tiền. Vậy thì thương hiệu, bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái từ thương hiệu tiếp này. Thương hiệu thì lại bằng cái gì? Thương hiệu nó lại sẽ chính bằng giá trị thực thương hiệu bằng giá trị thực À ví dụ như bây giờ đúng không ạ? Mình đang mong muốn mình trở thành thành công đúng không ạ? Mình có một cái nguồn tiền lớn thì mình phải có thương hiệu và mình phải tạo ra dòng tiền Vậy thì thương hiệu nó sẽ bằng cái giá trị thực mình tạo ra và giá trị thực được kiểm chứng bằng cái gì? Giá trị thực nó được kiểm chứng đó là bằng con người. Nhất đó là bằng con người chuyển hóa. Cái số lượng con người chuyển hóa ấy cả nhà. Số lượng con người chuyển hóa mình hỗ trợ được số lượng bao nhiêu con người ấy cả nhà thì nó quyết định quyết định cái giá trị của mình là là từng đấy được chưa nó cũng tương ứng đó là chính là một nào nó cũng là và có niềm tin vào mình số lượng con người có niềm tin ở mình ấy, thì nó cũng quyết định cái giá trị thực của mình Cái số lượng con người chuyển hóa Và có niềm tin vào mình Càng lớn thì càng đại diện cho Cái giá trị thực của mình Mà khi vậy giá trị thực thì sẽ quyết định Cái thương hiệu của mình Ok chạy đó, đó đó Và đặc biệt một cái nữa đó là Cái số 2 Giá trị thực của chúng ta được quyết định nữa đó là bằng trí tuệ trí tuệ cái sản phẩm của mình ấy cái tri thức của mình ấy mình đang đóng gói như thế nào cái trí tuệ của mình đang được đóng gói ra sao đóng gói thành sản phẩm như thế nào ví dụ như chị gấm là đang làm đóng gói Các cách của chị đóng gói là đó, làm các video chia sẻ đấy ạ đấy cũng là một cái cách đóng gói sản phẩm đóng gói cái trí tuệ của mình vào thành một cái sản phẩm được không ạ nó phải có sản phẩm nó phải có rõ ràng về thông tin năng lượng vật chất như thế nào và cái cuối cùng nữa đó là chúng ta phải có một cái ý tưởng sáng ý tưởng sáng cái ý tưởng của mình nó phải là ý tưởng sáng ý tưởng lớn thì nó sẽ quyết định cái giá trị thực của mình và là chúng nó cũng đồng thời đó chính là thương hiệu của mình được chưa ví dụ như apple đúng không ạ apple là có ba nghìn tỷ ba mươi tỷ đô la do đó cái số lượng số lượng người mà tin tưởng mà dùng apple mọi người thấy có lớn đúng không ạ bên apple á cái số lượng người mà tin tưởng mà dùng ấy rất là lớn đúng không ạ còn người ta áp dụng đó là đóng gói cái trí tuệ sản phẩm. Những cái sản phẩm càng ngày càng lớn. Và một cái ý tưởng sáng. Nên là người ta người ta rất là tin tưởng vào Apple để người ta dùng. Thì lúc đó, khi mà có số lượng người lớn tin tưởng, có niềm tin này, rồi ý tưởng để hỗ trợ làm sao, mang công nghệ đến với mọi muôn nhà đấy. Thì có phải là người ta sẽ IPO được, IPO được thì người ta càng giàu. Đúng không ạ. Apple là 3.000 tỷ. Amazon là 2.600 tỷ. Microsoft là 2.000 tỷ. Đúng không? Cả nhà thấy không ạ? Mình thấy Apple á, có phải số lượng con người có niềm tin vào Apple lớn không? Đơn giản như Huyền, ngày trước mình cũng không dùng Apple đâu. Nhưng mà bây giờ ấy, mọi người nói nhiều quá thì mình cũng thành dùng. Và <laughs> bây giờ cũng mong muốn là sắp tới là làm sao mình mình cũng có thể là mình đang sử dụng máy tính là mình dùng HP. Nhưng mà tí nữa sắp tới mình chắc là mình cũng phải đầu tư một cái Apple. À, cái iPad của Apple để mình dùng tại vì sao? những người quanh mình dùng hết rồi. Thế bây giờ chẳng lẽ mình không dùng à? đó, Vì sao? Cái số lượng con người ấy... à rồi cái đóng gói sản phẩm của người ta rất là khoa học đúng không ạ? Đẹp, lưu lượng và cái tính an toàn rất là cao. Cái cái sự an toàn của Apple ấy, nó rất là cao. Rồi ý tưởng rất là nhanh. Vậy thì khi như vậy rồi ấy, làm sao? Thì con người ấy tin tưởng vào nó rất là lớn thì người ta IPO được thì người ta trở thành người giàu. Thế thôi ạ. À. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại cái thương hiệu của mình là gì? Cái nhân hiệu cá nhân của mình đang là gì đây? Người ta nói đến mình là người ta nói về cái gì? Nhắc đến mình là cái hình ảnh, hình ảnh về mình trong người đó ra sao? Đúng không ạ? À, ví dụ như chị Nhàn đúng không ạ? Bây giờ định hướng là Sam đi theo cái lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe. Vậy thì cái số lượng mà con người chỉ hỗ trợ là bao nhiêu? Bao nhiêu con người đang có niềm tin vào chị và tin chắc sẽ đồng hành cùng chị. Đúng không ạ? Rồi, cái cái trí tuệ, cái chị đóng gói cái trí tuệ của mình, nghĩa là đóng gói cái sản phẩm của mình ấy. Văn bản hóa tất cả những cái tri thức mình có ra. Ví dụ làm bằng văn bản hay làm video, chị đã làm được đến đâu rồi? Đúng không ạ? Chưa đúng không? Giờ bắt đầu tay vào làm thôi, có cái gì bắt đầu viết ra không viết không 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 biết viết bằng à không quay video chưa bị quay video được thì có thể bắt đầu làm bằng hình ảnh à bằng chữ viết trước đi đánh máy văn bản ra lưu chữ lại được không ạ viết bài lên ở chạy rồi cái ý tưởng của mình ý tưởng của mình đang là gì hỗ trợ cho bao nhiêu con người nó ra sao đúng không ạ đó và cái đóng gói trí tuệ là đóng gói làm sao cho cái sự đơn giản nhất đơn giản nhất à là và có cái sự vui vẻ, tin tưởng nhẹ nhàng thì hoàn toàn biến thành trí tuệ thành tiền mặt. Đúng không? Có nghe sao? Chúng ta đóng gói lại cái trí tuệ của con người ấy. Làm sao có sự đơn giản, vui vẻ, tin tưởng nhẹ nhàng nhất thì hoàn toàn cái đó sẽ trở thành tiền mặt cho mình. Những cái mà có trong trong đầu của mình ấy. Ví dụ như chị Hân đúng không? Đang hiện tại mọi người đang thu hút là có cái nước da rất là đẹp. Vậy bây giờ chị đóng gói cái đó ra làm sao mà người ta cảm thấy nó đơn giản để thực hành. Người ta vui vẻ về thực hành cái đó, tin tưởng vào mình và cảm thấy rất là nhẹ nhàng thì cái lúc đó ấy, cái tri thức của chị ấy, cái trí tuệ của chị ấy, nó thành tiền luôn nó có thu nhập có dòng tiền luôn cho chị ấy cả à, thì lúc đó nó sẽ nó cái cái giá trị thực của mình đấy đời dạ khi mà bạn đau đau khó trong quá trình mình làm quá bắt đầu mình hỗ trợ cho con người xem có bao nhiêu người chuyển hóa bao nhiêu người có niềm tin vào mình đồng hành cùng mình rồi cái ý tưởng của mình đang định hướng là gì thì lúc đó nó sao ạ mình sẽ tìm được cái giá trị thực thì giá trị thực nó ứng với đó chính là thương hiệu của mình mà thương hiệu thì cộng thêm nữa đó là có dòng tiền dòng tiền thì lúc đó sẽ trở thành tiền lớn được chưa vậy thì cái lúc đó chúng ta có sức để ảnh hưởng người khác có sức để nói người khác lắng nghe mình được ạ dạ. đó thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi cái cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu nó chỉ đơn giản như vậy đó cả nhà và đặc biệt cái giá trị thực tạo ra ấy, thì quảng bá và có sức lan tỏa tại vì cái giá trị thực mà mình tạo ra ấy, nó thực tế ấy, để người ta làm được người ta thấy đơn giản tin tưởng vui vẻ để người ta làm ấy, thì lúc đó sẽ khắc tự quảng bá và lan tỏa cái giá trị này, này nó sẽ khắc tự quảng bá và lan tỏa đi rất là nhanh rất là nhanh luôn cả nhà cả nhà để ý những cái tri thức về nội tâm ở đây ạ mọi người tự quảng bá và tự lan tỏa chứ đâu có ai đâu ví dụ như huyền đúng không ạ huyền đang thấy là cái giá trị nó lớn quá thì bắt đầu huyền bây giờ huyền đang ngồi đây có phải huyền đang là tự quảng bá cái lan tỏa cái tri thức của thầy của thầy không của thầy cô mình không đó vì cái giá trị nó nhận được quá lớn số người chuyển hóa bắt đầu có nhiều ok chưa đó thì đấy là cái cách mà chúng ta ảnh hưởng ảnh hưởng một cái gì đó ảnh hưởng một a à, à cách mà làm sao mà chúng ta ảnh được ở con người là như vậy đấy cả nhà dạ chúng ta thu hút rồi chúng ta ảnh hưởng như vậy ảnh hưởng thì nhớ là chúng ta tập trung vào số lượng con người dạ ừ Ok. Đó. Là đặt lợi ích ảnh hưởng là chúng ta sẽ làm sao? Đặt lợi ích đặt lợi ích người khác cao hơn lợi ích của mình nhưng mà không hạ thấp lợi ích của mình. Số nào ok? Đó là quy luật về ảnh hưởng. Rồi chúng ta sang quy luật tiếp theo đi ạ. Như vậy số lượng người bạn phục vụ và chất lượng. là Số lượng và chất lượng thì nó là giá trị rồi. Đây nó mới đến phần này chị. Còn cái nút nãy là con người chuyển hóa và con người có niềm tin vào bạn. Con người chuyển hóa và con người có niềm tin. Chị thì nó đấy chính là thể hiện cái giá trị của mình, cái giá trị thực của mình. Đấy ạ, à, đúng rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình đi sâu vào cái giá trị này, bắt đầu bây giờ mình bắt đầu mới đi sâu vào cái giá trị này cái chỗ chị nói cũng đúng chỗ chị hải nói cũng đúng theo cái ý hải ý của chị hải cũng đúng ạ ông ừ, số lượng số tượng tiền của mình sẽ ứng với số lượng và chất lượng người mình giúp đỡ thì nó chính là cái giá trị đây này giá trị thì giá trị là gì ạ đúng rồi giá trị thì đây bằng số lượng cuộc sống tốt đẹp của chúng ta hay cuộc sống của chúng ta nó sẽ là tỷ lệ thuận với số lượng và chất lượng người mình giúp đỡ đây mới là số lượng này nó vẫn là link với cái chỗ kia nhưng cái nhưng link với cái chỗ phần giá trị thực đấy cả nhà. Nhưng cái chỗ này mình sẽ làm rõ hơn một chút. Cái này ghi rồi đúng không ạ đây mình quay lại chỗ này một chút cái này là giá trị thực thì được xây dựng bởi ba cái yếu tố đó là con người chuyển hóa và con người tin vào mình có niềm tin vào mình thì nó quyết định đấy là cái thương hiệu của mình đúng không ạ hay là thương hiệu của cái sản phẩm đó thương hiệu của cái thương hiệu đó ví dụ như Coca-cola hay là Amazon hay là Apple đúng không ạ đó và cái cách mà chúng ta đồng gói trí tuệ và có ý tưởng sáng như thế nào rồi bây giờ chúng bắt đầu chúng ta đi tập trung vào đây là một cái quy luật giá trị thì quy luật giá trị là gì ạ? À, chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hay không á? Nó phụ thuộc vào số lượng và chất lượng người mình giúp đỡ. Số lượng và chất lượng người mình giúp đỡ càng nhiều thì cuộc sống của mình nó sẽ càng ngày thuận lợi và càng ngày tốt hơn. Đúng không ạ? Đó. Và và nó sẽ là bền vững. Được chưa? Và đặc biệt cái giá trị của chúng ta sẽ đi theo cái nhu cầu như thế này nó đi nhu cầu cái hình phễu như này bình thường theo kinh doanh thông thường người ta sẽ ta trao giá trị bằng cách nào bình thường kinh doanh thông thường thì mọi người sẽ trao giá trị bằng cách này bình thường theo kinh doanh thông thường thì có phải là mọi người sẽ làm sao ạ? Thu hút con người đến, tập rộng đến đúng không ạ? Bằng những cái khóa gọi là khóa phễu đúng không? Cả nhà đấy đúng không ạ? Trên thị trường ấy là các khóa phễu rồi học sau bắt đầu khóa nâng cao, xong bắt đầu mới khóa cái giá trị thực của mình đi vào. Cái giá trị thực, cái giá trị lớn nhất là những cái khóa gọi vài trăm triệu, vài chục triệu đấy ạ. Đúng không ạ? Bình thường, theo thông thường kinh doanh là người ta sẽ trao giá trị bằng cách này. Giá trị ít sau bắt đầu vào trong bắt đầu mới giá trị to dần to dần to dần nhưng chúng ta khi mà chúng ta biết được về cái quy luật giá trị thì chúng ta sẽ đi ngược theo cái quy luật đó một chút à dạ đó là chúng ta sẽ cho giá trị lớn nhất luôn. À người ta bắt đầu người ta cho giá trị giá trị trước. À đầu tiên mình sẽ cho cái giá trị nhỏ trước. Với cái phương thức đó là miễn phí. miễn phí nhưng mà hiện tại ví dụ như trong tổ chức đào tạo quyết là đang để đó là cái phí tùy tâm đúng không ạ rồi xong bắt đầu cho thêm giá trị cho thêm được không ạ có nghĩa là sao ạ những người vào đến với mình á ban đầu á mình cho một cái giá trị nào đó trước À nhưng mà thực sự nó càng ngày càng giá trị đúng không ạ? Rồi, bắt đầu với phương thức đó là hiện tại bây giờ huỳnh có thể là lấy miễn phí được ạ, được chưa ạ? Rồi bắt đầu càng ngày càng cho thêm giá trị. Ví dụ đúng không ạ? Có phải các anh chị ở đây mà đã vào từng đã vào học trong đã tổ chức đào tạo quýt rồi mọi người thấy không ạ? Chúng ta đầu tiên chúng ta biết đến duy nhất đó là khóa nội tâm. Nhưng mà càng vào trong học, chúng ta thấy nó càng nhiều khóa học ở trong đúng không ạ? Cái giá trị cho thêm ngày càng nhiều đúng không cả nhà? ngày càng nhiều đúng không ạ? Vậy thì trong một môi trường của chúng ta cũng như vậy, chúng ta trao giá trị. Thì đầu tiên ấy, mình lấy cái giá trị mà mình, giống như sáng nay mình có nói, ấy, lấy cái sở đoản của cả nhà ấy mà cho đi. Thì sau đó khi mà cái sở đoản mình cho đi rồi đúng không ạ? Xong bắt đầu làm lớn nó lên. Thì càng vào thì bắt đầu mình cho thêm càng nhiều giá trị nữa. Ví dụ đúng không ạ? Ví dụ như chị à, chị Hân là có một cái đó là về sắc đẹp. Cái chăm sóc da và chăm sóc sắc đẹp của chị rất là ok rồi đúng không ạ? À, bắt đầu chị cho cái đấy trước đúng chưa nhưng bắt đầu vào đây này à, chị có kiến thức sức khỏe này để cho thêm mà chưa? rồi à, về làm sao về à, nội tâm này bắt đầu chị hỗ trợ này rồi cho cách cái cách gọi là xây dựng cái mượn sức mối quan hệ xây dựng cách mối quan hệ làm sao chị cứ càng ngày càng cho thêm có nghĩa là cái phễu này của mình ấy, gọi là phễu ngược ấy có nghĩa là càng ngày cái phễu cái đáy cái phễu nó càng lở rộng nở rộng ra thì cái con người với mình ấy, nó sẽ gắn kết với mình càng ngày càng sâu thì đây chính là một cái cách để chúng ta trao giá trị. Có nghĩa là chúng ta không chỉ tập trung vào mỗi cái chuyên môn của mình nữa, mà chúng ta phải bồi dưỡng tất cả mọi góc nhìn. Ví dụ, đối với Huyền đang tham gia chương trình Master, thì Huyền sẽ làm sao làm sao mà để mà Huyền có thể là trao giá trị. Thứ nhất, bây giờ Huyền, cái giá trị đầu tiên Huyền cho, đó là cái vẽ, cái là cái năng lực mà Huyền, là cái sở đoảng của Huyền ấy, Huyền đang cho. Rồi mọi người vào, Huyền sẽ bắt đầu là bonus thêm là ví dụ giá trị về nội tâm mở những chương trình về nội tâm như thế này rồi cái số 2 đã bắt đầu là chia sẻ hội xương khớp chia sẻ về sức khỏe cho cả nhà rồi chia sẻ cách chăm sóc da cách làm đẹp làm sao cho tốt nhất được không ạ rồi à, bắt đầu chia sẻ những cái giá trị về hạnh phúc hôn nhân gia đình cho cả nhà có nghĩa là sao cái giá trị mình càng cho thêm cứ cho thêm cho thêm vào cho thêm vào thì đây là một cái cách đó là đây là một cái quy luật là chúng ta đang thuận theo tự nhiên nó giống như một con thú ấy, bắt đầu vào rừng ấy được thu hút đó là ở ví dụ con hổ không vào rừng đó. thì ban đầu nó nhìn thấy là cái mục tiêu của nó đó là con hươu thôi nó lao vào theo con hươu nhưng vào trong rồi nó mới thấy ủa ở đây không chỉ có con hươu để mình có ăn thịt. nó còn nhiều thứ con nữa để ăn thịt lắm cả nhà hình đúng không ạ đó Đã... có nghĩa là càng vào trong thì bắt đầu cái giá trị ngày càng lớn hơn để nhận được thì đấy là cái cách mà chúng ta gọi là trao giá trị đi và cho con người. Và để mà chúng ta trao giá trị đi á, thì có một cái đặc biệt nữa đó là bằng cách đó là cho đi và cho đi các à, các giá trị đúng không ạ? Và bố thí. Chúng ta sẽ có cái này, trao giá trị chúng ta có 3, ba với cái quy luật giá trị này, này thì chúng ta sẽ kết nối để làm sao mà trao giá trị cho lớn nhất. Được chưa ạ? Nó có ba cái từ khóa này này cả nhà. Giá trị cho đi và cái giá trị đây là quy luật giá trị nha cả nhà nhìn chưa ạ? À, nó có ba cái từ nó cũng tương đồng nghĩa với nhau. Nó giống nghĩa nhau này. Tại vì sau này các ra nó mọi người sẽ đi gặp. Anh, à, cái giác nó bé bắt nhá nó giống nhau nha cái này nó giống đúng không ạ đó là cho đi cái giá trị là vừa xong rồi đúng không ạ đây là giá trị và bố thí ba cái từ này nó tương đồng giống nhau đúng không ạ nó đều giống nhau cả ba cái từ này này cho đi giá trị và bố thí nó giống nhau à được chưa vậy thì cho đi ở đây ạ giá trị nó chính là cái nguồn năng lượng được chưa rồi cho đi nó chính là cái gì ạ nó là cái thức hay là mình sẽ cho đi những cái gì cho đi cái Thôi, thử, chúng ta sẽ cho đi cái gì ạ à nhưng cái chúng ta biết tin hiểu Nhạc. cộng với đó là công đức phước đức công đức phước đức và hình ảnh chúng ta sẽ cho đi cái này được chưa rồi bố thí là cái gì là chúng ta nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta đó là chúng ta biết cách nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta à mục tiêu của bố thí để làm gì để chúng ta nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta đó là tôi biết biết xong nên quen thuộc rồi nên quý mến cái phần bố thí thì mình có một học phần riêng nha ừ, dạ. mình có cái chủ đề riêng rồi tin tưởng và lên là ra thân thiết, Đúng bố thí nó có bảy bố thí đấy, thì chúng ta sẽ làm gì? Mục tiêu của bố thí đó là giúp chúng ta nâng cấp mối quan hệ, nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta. thì từ quy mến, đây này từ cái quy mến này này lên tin tưởng đó chính là cái cách mà bắt đầu chúng ta tạo lập giá trị ạ? từ quy mến lên tin tưởng là chúng ta sẽ tạo lập cái giá trị ai giá trị ở đây ạ chúng ta sẽ tạo lập cái giá trị vậy thì ở đây biết bảy bố thí quan trọng đời người ạ thì có một chủ đề chúng ta sẽ chia sẻ riêng làm rõ bảy bố thí làm gì tại sao phải cần bảy bố thí thì cái lý do cần bảy bố thí đó là giúp chúng ta nâng cấp cái mối quan hệ của chúng ta từ biết quen thuộc quý mến tin tưởng thân thiết và cái phần đấy phần bảy bố thí huyền sẽ làm rõ cái này cho cả nhà ok chưa còn cái mà chúng ta cho đi làm gì cho đi để giúp cho mọi người làm rõ được cái khái niệm nguồn biết tin hiểu rồi làm rõ được hiểu về công đức phước đức và về hình ảnh tâm trí thì cái này này người ta gọi đây là thức cái cho đi nó chính là mình cho đi cái thức cái, cái nghiệp thức trí thức rồi cái bảy bố thí để làm gì đó? mình làm rõ về cái duyên và giá trị là quả cái giá trị đó chính là quả. Đúng chưa? Cái giá trị là gì ạ? Là cái mà mình biểu hiện vật chất ra bên ngoài đúng không cả nhà? Nó biểu hiện vật chất ra bên ngoài đúng không ạ? Đúng không? Đây này, là cái những cái mà mình chúng ta cho nhỏ nhỏ trước này rồi, bao lớn dần lớn dần thế, nó là cái biểu hiện ra bên ngoài. Thì cái ta gọi đấy là cái quả mình nhìn được. Rồi, đúng chưa? Còn bảy bố thí là cái gì? Là chúng ta trao đi nâng cấp cái mối quan hệ thì đó người ta gọi đấy là cái duyên còn cái phần cho đi chúng ta là cho đi cái thức có nghĩa là cho cho người ta những cái khái niệm nguồn có nội. người ta hiểu rõ về công đức phước đức tích tạo công đức ra sao được chưa làm rõ cái hình ảnh tâm trí đúng chưa hay là cho đi cái nhân đấy cả nhà cái nhân tốt ấy nhân tốt của hiện tại thì quyết định cái quả của tương lai cái nhân tốt của hiện tại sẽ quyết định cái quả của tương lai đấy cả nhà nhà nhiều cái này không ạ đó vậy thì đó là cách mà chúng ta hiểu rõ về ba cái từ này tại vì ba cái từ này nó gần như giống nhau đúng chưa và đặc biệt khi mà trao được giá trị con người có phải khi mà chúng ta trao đầy đủ làm đi làm đủ cái này cho đi giá trị và bố thí này này thì có phải là chúng ta sẽ làm sao ạ à sẽ hỗ trợ được con người chuyển hóa đúng ạ hỗ trợ được con người chuyển hóa nhỉ việc bố thí này tạo lập giá trị cho đi là để làm gì để chúng ta có một cái nghiệp quả tốt đúng không ạ quy luật giá trị cho đi là một trong những cái quy luật mà rất là quan trọng để chuyển hóa toàn bộ cuộc đời của con người cái quy luật giá trị này, à là một trong những cái quy luật rất là quan trọng để chuyển hóa một con người Đã. thì các vị thiện đại chết có một câu này chỉ cần nở một nụ cười chỉ cần một ánh mắt chứa đựng chỉ cần trân trọng biết ơn hành vi của người khác chỉ cần có một lời ấm áp yêu thương là trao giá trị rồi nghĩa là chúng ta sẽ có nở một nụ cười hình ảnh chứa đựng trân trọng biết ơn hành vi của người khác và một lời nói ấm áp thì đã là trao đi cái giá trị rồi vậy thì hiện diện sự hiện diện của mình thôi cũng đã tạo lập được một cái giá trị lớn rồi đúng không ạ tạo lập được một cái giá trị lớn rồi Đó. Đó, thì ở đây chúng ta cùng để ý đó là cái quy luật về giá trị bản chất đó là làm gì? Chúng ta cho đi những cái gì? Đây, đó là cho đi những cái thức, những cái duyên. Đúng không? Ch cho đi những cái chi thức để làm ra là những cái khái niệm nguồn có lợi, những cái hệ quy luật à hệ quy chiếu chuẩn rồi những cái hình ảnh làm sao người ta xây dựng được cái một cái hình ảnh tâm trí đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục và mình sẽ trao đi cho người ta tạo lập cái giá trị để chúng ta người ta hiểu về cái bảy bố thí để trao đi cái cái duyên kích hoạt cái duyên của người ta bằng cách nâng cấp các mối quan hệ nâng cấp được các mối quan hệ xã hội đúng nhạ từ quý biết quen biết biết quen thuộc quý mến tin tưởng lên thân thiết Đấy ạ đó là cái hiệu cái và gọi là nó về quy luật giá trị chúng ta chỉ cần có hiện diện nơi đây chúng ta đã là tạo lập giá trị rồi đó cả nhà bản chất chúng ta hiện diện nơi đây đã là tạo lập giá trị rồi nhưng chúng ta cần làm rõ cái chỗ này vậy thì tạo lập giá trị bằng cách nào cho đi cái thức đó là làm giúp giúp cho người khác làm sao kích hoạt được cái nghiệp thức như ý đúng không ạ kích hoạt được cái nghiệp thức như ý đó là kích hoạt được cái nghiệp thức của mình lên để có kết quả như ý hoạt cái hoạt nghiệp thức đó là cho người ta cái những cái khái niệm nguồn về biết tin hiểu rồi hiểu về công đức phước đức về hình ảnh tâm trí và cho người ta làm sao nhận được cái bảy bố thí này để làm sao nâng cấp ở cái mối quan hệ thì chúng ta càng ngày chúng ta càng được trao giá trị ạ? Chúng ta ứng dụng bảy bố thí thì chúng ta sẽ nâng cấp được cái mối quan hệ của chúng ta và nó vào chúng ta trao giá trị là kết quả nó càng ngày càng dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Dạ, đó là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay về bốn cái quy luật. Quy luật chuyển hóa. Đó, nó chỉ thế thôi. Khi mà chúng ta trao được giá trị rồi. Đúng không? Khi mà chúng ta trao được giá trị rồi thì con người sẽ chuyển hóa. Trao được giá trị thì chắc chắn con người sẽ chuyển hóa. Vì quy luật giá trị là một trọng điểm, là một cái quy luật trọng điểm để chuyển hóa toàn bộ cuộc đời của một con người. Đúng không ạ? Dạ. Ok, rồi, Bên cả nhà. Đó là cái phần chia sẻ của Huyền chiều nay về bốn cái quy luật của chúng ta. Dạ. Nhà mình có câu hỏi nào cần làm rõ hay là có cái chia sẻ bài học tâm đắc nào cũng không ạ có thể bật mic lên ạ mình bật mic lên mình chia sẻ nha bây giờ hành ra thôi xuất ra thôi cả nhà <laughs> ngưỡng mộ em Huyền qua bao giờ mới được như em Huyền đây. ơi ừ, em đã có gì đâu em mới mà. <laughs> à, hello Huyền ơi. Đã, dạ vâng. Yeah. chị đang cái 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 chỗ này chị có chưa có thông thông lắm em đã. giải thích thêm cho chị là cái chỗ mà lấy cái câu chuyện em 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 nói uh, là kể nè à, khi mà mình lấy bốn uh, phần còn cho đi sáu phần đó thì có phải là khi mà mình uh, theo chị hiểu ha thì có phải là khi mà mình tạo giá trị là mình chỉ lấy với cái 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 phần mà uh, ít hơn cái cái phần mà mình tạo giá trị đúng không? Đúng rồi lấy thì ít hơn lấy, uh, um, lấy ít hơn cái phần tạo giá trị tại vì khi như thế mình lấy được uh, cái 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 niềm tin cũng như là lấy được cái 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 sự mà à, cái, cái, cái quý con người đối với mình khi mà mình trao cái công việc cho họ đúng không trao cái giá trị cho họ đấy đấy theo chị hiểu như này như vậy đúng rồi ừ. chị Dạ, rồi ok biết ơn chị cái 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 câu chuyện vừa xong okay. ạ cái câu chuyện là dạ. em em có thể rồi biết ơn chị em đã chia sẻ kỹ hơn cái chỗ này cho cả nhà dễ hình dung này có cái là cái câu chuyện vừa xong nó nói về một cái người ấy người người doanh nhân đúng không ạ là người ta cái quy luật ảnh hưởng đó là đặt lợi ích của người khác cao hơn lợi ích của mình nhưng không hạ thấp lợi ích của mình có nghĩa là trong cái kinh doanh đặc biệt là trong kinh doanh đặc biệt là trong kinh doanh khi mà chúng ta cái phần lợi nhuận ấy là 10 phần thì chúng ta chỉ lấy khoảng 4 phần tối đa thì là 6 phần cho đi 4 phần được không ạ tối đa là 6 lấy lại là 6 phần và cho đi 4 phần và cho đi với cái tâm thái đó là cái trân trọng ơn chứ không phải cho đi mà mặc định tôi phải cho nhĩ thì nó sẽ khác là cái trường năng lượng nó đã âm nhưng mà chúng ta cho đi là chúng ta cho đi vì người khác đã cống hiến đánh bác người khác đã tham gia cái dự án của mình và hài lòng với cái chỗ đó thì cái lúc đó ấy thì người ta thích làm ăn lúc đó cái người làm ăn với mình ấy, người ta sẽ thích làm ăn với mình và đặc biệt cái uy tín của mình ngày càng tăng lên mà khi uy tín ngày càng tăng lên thì các đối tác đến ngày càng nhiều thì lúc đó mình khác dần dần giàu lên tại vì đi đâu á đi đâu đi làm ăn cái người đó đi làm ăn đúng không ví dụ cái 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 người đối tác của mình ấy, thì đi đến đó nó bảo được, ờ, ví dụ chẳng may rồi bạn đúng, đúng không gặp ai đó cũng cái à bây giờ anh đang sắp làm việc với với bà hải đúng không trời ơi chị hải hay lắm mà ờ, chị ấy làm ăn ấy mà chị sòng phẳng thứ nhất là sòng phẳng thứ hai là chị ấy luôn luôn là đặt lợi ích của người khác lên chị ấy luôn là đặt những nghĩa là chị luôn luôn hỗ trợ quay lại hỗ trợ cho những người xung quanh để làm sao mọi người làm tốt nhất có nghĩa là cái bốn phần này nha mình không phải là trả lại cho cái người đấy đâu không phải trả lại cái người đầu tư của mình á mà là trả lại cho những cái người mà đang trong cái cái ekip của mình á cả nhà hình như vậy bồi dưỡng cho những cái người trong ekip của mình ấy hoặc là những cái người nhân mạch kết nối ạ còn cũng có thể là mình trích một phần là chia ân lại cho cái người cái đối tác của mình được nhưng mà mình sẽ làm những cái người mà đối tác và đồng hành của mình á thì cái giá trị của mình ngày càng được nâng lên cái giá trị của mình á ngày càng cái được nâng lên ạ thì mình khi mà mình có cái uy tín ý, của mình ngày càng nâng lên thì mình mới có sức ảnh hưởng mà có sức ảnh hưởng thì mới có tư cách để nói người khác nói cho người ta nghe mình Chị Hải hiểu ý chỗ này không vậy? À... Chị, chị chị hiểu cái góc độ chỗ này rồi uh, Huyền ơi, dạ. uh, biết ơn em. Um, khi mà mình uh, ý như em nói là uh, khi mà mình uh, mình uh, lấy uh, 6 phần còn 4 phần kia là mình uh, chi cho những cái uh, người uh, làm với mình hoặc là cùng cộng tác với mình hoặc là uh, có những một cái giả uh, sử như là mình có một cái món quà hay là một cái sự việc gì đó mà giúp cho họ thì đấy cũng là cái cho đi á thì chúng ta biết tiền tại như vậy thì mình sẽ tụ được con người lâu hơn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. À, con người ở bên cạnh mình lâu hơn giữ được con người mình lâu hơn. Mình là ok. Thì ở cái góc chỗ này rồi. Thì cảm ơn em, biết cả nhà mình. ừ Dạ dạ biết ơn chị biết hả Đúng rồi đấy, cái cái mà chị nại Hải. lượng được kim cương. Nại lượng à. được kim cương. Đúng là tổng à, nghiệp nghiệp, nghiệp thức cái gì? À, nghiệp duyên thì sẽ 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 khơi dậy được cái nghiệp thức của người đó. Để, để dạ, dạ, biết ơn, chị Hải Chúng <laughs> ta có nhân duyên nhau Thì chúng ta cùng trợ nhau để làm rõ hơn thôi Dạ đó cả nhà nó chỉ ứng dụng bốn cái quy luật đó thì đơn giản mà khi nhà cả nhà nó giống như ấy, mình ứng dụng quy luật mình thuận tư tự, tự nhiên mà thuận theo tự nhiên thì mình càng đi nhanh mình làm trái tự nhiên nó mới không đi nhanh được trái quy luật nó mới không đi nhanh được nhưng mình cứ đúng đi đúng theo quy luật là là ngon là mình đi rất là nhanh thì đầu tiên đó là mình thu hút sau đó là mình ảnh hưởng đặt lợi ích người khác cao hơn lợi ích của mình nhưng không hạ lợi ích của mình xuống rồi giao giá trị đúng chưa giao giá trị nhớ mô hình phễu ngược và cho đi là bắt đầu mình trao giá trị và đồng thời cho đi và bố thí đúng chưa làm ba ba cái này cùng nhau luôn này cho đi sẽ kích hoạt nghiệp thức bố thí là kích hoạt cái nghiệp duyên và giao giá trị là kích hoạt cái quả làm cùng lúc luôn mình làm cùng một lúc luôn thì lúc đó sẽ hỗ trợ được cho con người chuyển hóa ngay và luôn Đúng không ạ nghe vào luôn dạ ok rồi biết ơn cả nhà lắm lắm vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây và bắt đầu nha ngày mai ấy, có một cái chủ đề rất là hay cả nhà mai bắt đầu chúng ta sẽ biết là ai vậy chúng ta thu hút đúng không thu hút con người rồi thì mình bắt đầu con người đến rồi thì mình phải biết nhận dạng và đối đãi con người ra sao ai là quý nhân ai là nhân tài ai là thần tài sau đó mình biết được cái đó là nhân tài là thần tài thì vậy thì mình đối đãi ra như thế nào cái cả nhà hiểu không chúng ta thu hút con người về chúng ta phải biết người đó là như là là thuộc người nào chứ à người đó là nhân tài hay là quý nhân hay là nhân mạch hay là minh sư mình biết rồi hay là người thầy cô thì khi như vậy rồi thì nếu là mình đối đãi người đó như thế nào thì bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ học chín dạng người cần nhận dạng và đối đãi nếu mà thuận lợi còn đủ thời gian thì chúng ta có thể chia sẻ luôn về các quan niệm về con người còn không thì chiều chúng ta sẽ chia sẻ về các quan niệm con người quan niệm con người thì nó sẽ nhanh hơn nó ngắn hơn nhưng mà có thể là chắc là kịp mai là thứ sáu nếu mà mai mà nếu mà thuận lợi thì có thể mai chúng ta sẽ làm bắt đầu từ tám rưỡi mai huyền sẽ gửi link cho cả nhà bắt đầu từ tám rưỡi bắt đầu mình làm tại vì mai huyền đang muốn làm cả hai chủ đề luôn đó là chín dạng người cần nhận dạng và đối đãi sau đó là chúng ta đi vào những cái quan niệm về con người luôn vì con người nó chính là vốn quý con người là vốn mà đúng không ạ thì chúng ta bắt đầu đi vào các cái nhận dạng về con người sau đó chiều bắt đầu chúng ta bí biết, biết nhận dạng rồi bắt đầu chúng ta lại quay lại chúng ta đi hiểu về bảy bố thí vậy thì chúng ta bố thí gì đây các bố thí ra sao với cho con người đúng không ạ vậy thì sáng mai là chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về hiểu về chín dạng người cần nhận dạng và đối đãi hút về rồi thì mình phải biết người đó là dạng thuộc dạng người nào thì mình mới đối đãi nó phù hợp đúng không ạ là minh sư đối đãi sao với là nhân mạch thì đối đãi như thế nào sau đó thì bắt đầu chúng ta các quan niệm về con người xong bắt đầu chúng ta sang bảy bố thí dạ thì chủ đề ngày mai chúng ta sẽ xuyên suốt như vậy vậy thì ngày mai bắt đầu từ tám rưỡi nha cả nhà thì thuận lợi cả nhà sắp xếp thời gian vào bắt đầu chúng ta sẽ gặp nhau ở sớm một chút để chúng ta làm hai chủ đề sáng mai chúng ta... sớm một chút để chúng ta làm hai chủ đề được không ạ nhá yeah. rồi ok biết ơn cả nhà lắm lắm thân hân có chia sẻ gì không biết con đường mình đi rồi đúng không <laughs> không ngày mai chắc học nhiều chắc là ngày mai nhiều khi mà chị chỉ hy vọng chị về kịp ấy dạ mai chị có việc chị đi sớm 7 giờ đi chắc hy vọng về kịp dạ yeah. ok chị thôi biết ơn những kiến thức của huyện hôm nay À, nói chung là hồi nào giờ biết nhưng mà nó cũng chắc bé lắm thì hôm nay thì được phân tích làm rõ nhưng mà chắc phải học phải ngồi ngẫm nghĩ mới thẩm thấu làm <laughs> biết thôi người là chuyện khác đấy. đây là hôm nay ấy, em câu cái bối cảnh rất là hay có một chị chị chia sẻ như này làm thì mới mọi người nhớ cái cái tam giác hiện thực không lâu lâu quá à cái góc cái góc góc thông tin đấy là góc biết góc năng lượng là góc tin, góc vật chất là góc hiểu. Vậy thì tại sao nó lại hiểu nó làm vật chất? Có nghĩa là sao? Mình phải biểu lộ ra bên ngoài thì mình mới hiểu. Có nghĩa là mình đang nhận á. Ví dụ Huyền từ hôm giờ Huyền chia sẻ đúng không? mọi người ví dụ có một số người đã ứng dụng rồi thì làm bắt đầu hiểu. Nhưng mà ví dụ mình ví dụ như cái ba bốn cái quy luật này giống như chị chị Hân vừa nói nghe thì cũng biết như vậy cũng cũng biết được như vậy thôi nhưng mà hiểu chưa đúng không? Cảm giác nó cũng chưa sâu chưa thấm đúng không? Vậy thì ừ. bây giờ làm đi đầu tiên chị thu hút trước cho em làm mọi cách à đẹp rồi đúng không chụp ảnh lên bắt đầu thu hút đi à giờ <laughs> bắt đầu trao giá trị đi quay những cái video đơn giản cầm cái cầm cái điện thoại lên Xong mà uh, ví dụ mình muốn sinh tí thì mình dùng cái app còn không thì cứ quay lên bình thường mình nói mình chia sẻ nói chào vài câu thôi à để mình thu hút trước à sau đó bảo chị với vào trong quá trình làm bắt đầu chị mới vỡ ra à bắt đầu mình có nghi vấn thì bắt đầu mình mới hiểu đúng không làm thì hiểu thì hiểu nó nằm ở góc vật chất là vì lý do như vậy đấy vật chất là biểu lộ ra bên ngoài có nghĩa là mình phải làm biểu lộ được ra bên ngoài thì mình mới hiểu được hiểu rồi bắt đầu mình mới tin tin cái tri thức này là đúng hay sai tin rồi bắt đầu mình củng cố góc tin góc 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 biết là góc thông tin à mình làm rõ làm siêng làm rõ cái thông tin cái tri thức là à làm rõ cái quy luật hiểu rõ à mình làm rõ là à cái quy luật thu hút nó cần có những thêm những cái gì nữa tại sao phải là sức khỏe tại sao phải là sắc đẹp tại sao là năng lực lại trí tuệ đó, được chưa Khi mà như vậy xong thì bắt đầu là chị sẽ Sẽ hiểu và chị hiểu rồi thì chị sẽ ứng dụng được Chị quay lại tin, tin rồi lại biết tin hiểu Biết xong lại tin, tin rồi làm, làm lại hiểu Hiểu xong lại tin ạ à, Cứ một cái vòng nhá Cái vòng này, biết tin hiểu Nó sẽ cứ đi như vậy thôi Thì làm đi đã Vừa học vừa làm Có cái gì thì cứ xuất ra đi Trời ơi không có sai có đúng gì đâu cả nhà Đừng ngại Trời ơi, những cái này á, này luôn nhiều lúc em cũng nói sai à. Hoặc là quên là thì em cũng phải sửa à. Ví dụ em viết sai thì em cũng bỏ đi, em viết lại, có cái gì đâu. Vì mình mình là sao à? à? mình nhớ con nhà mình không? Em bé nhà mình không ạ? Các con tập đi á. Các con đang tập đi, con đứng, đầu tiên con đứng, đứng con ngã, con có dừng lại không cả nhà? Hoặc là con đi một bước, xong con ngã, con có dừng lại không cả nhà? Không, con vẫn đi mà, đi hai bước con ngã đúng không rồi đi được ba bốn bước thì bắt đầu lao đi lao như chạy rồi lại ngã nhưng con vẫn đứng lên con đi tiếp thì mình bây giờ mình mới tập đi mà mình mới tập đi mà nên cứ đi 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 rồi thì mới ra con đường chứ đứng một chỗ thì làm sao biết đi đúng không ạ con mà cứ mãi mãi chỉ đứng một chỗ thì làm sao con biết đi vậy thì con đi một bước thì con sẽ đi được n bước vậy thì mình bắt đầu làm cái đầu tiên thì mình sẽ làm được những cái tiếp theo nó chỉ đơn giản như vậy thôi thời gian ví dụ với chị à, chị hân tuổi vật lý bây giờ là được bao nhiêu nhỉ chị hân sinh năm bao nhiêu chị, nhỉ hả? chị bốn mươi tám bốn mươi tám trời ơi căng nắm chỉ còn bốn mươi năm thôi chứ mấy làm đi chị không kịp bao, làm đi à, thầy á có thầy em có một câu như này này lúc đến lúc đi mà không đi á cái gì ta chị hà có nhớ mình thầy câu thầy nhật anh nói đi không đi thì rồi đến lúc phải chạy ấy. cái gì ta còn thời gian em không nhớ nhưng mà có nghĩa là mình còn thời gian ấy mà mình không đi ấy, cứ túc tắc mà đi ấy, thì rồi đến lúc mình phải chạy phải chạy có nghĩa là mình đã biết rồi thì thôi mình cứ đi dần đi rồi đến lúc trưởng thành là bắt đầu mình đã trưởng thành lên cùng theo rồi chứ còn đừng có đợi đến khi là mình đủ rồi mình mới làm thì lúc đấy mình có khi mình còn chả làm đấy mà làm ừ. lúc đấy là nó chạy rất là nghĩa là rất là bắt chân lên cổ mà chạy. Vậy thì bây giờ mình đang tập đi thì cứ đi từ từ thì sau 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng thì lúc đấy mình mình đi nhanh hơn là ok rồi. Nhưng mà bây giờ mình không đi thì 10 tháng nữa mình phải chạy. Hay là bây giờ không đi thì đến 70 tuổi chị phải chạy. <cười> <cười> Kiểu như vậy. Nói là... nhanh <laughs> <mỏi nữa. cười> Đó, thế nên bây giờ là bắt đầu mình đi đi. Đốc, túc tắc mà đi bây giờ biết rồi đó là túc tắc đi hỗ trợ cho cho những người cùng trang lứa mình con cháu mình làm sao tốt lên là xong rồi à? các bạn trẻ với giờ đúng không cái... đức đức ạ Huyền nói và chị thấy Huyền <laughs> nói cái này Huyền nói và chị thấy trời ơi à, đúng là một nhân tài của thầy của à, thầy nói là nếu mà bây giờ mình không đi thì 90 tuổi bảy 80 tuổi mình vẫn đi nhưng mà lúc ấy là đi thời gian nó không có nhiều lên mà mình không phải là đi nữa mà mình là chạy á trời ơi nói câu này <laughs> nên à, là đúng. chúng ta cứ khi nào chúng ta đi được chúng ta cứ đúng rồi ngày hôm nay bạn không đi thì ngày mai bạn phải chạy rồi em nhớ câu đó rồi ngày hôm nay bạn không đi thì ngày mai bạn phải chạy cả nhà ghi lại câu này nhé ngày hôm nay bạn không đi thì ngày mai bạn phải chạy vậy đi, đi. không Ê, còn nữa vậy đi như thế nào cô Đi, đi từ nãy giờ đó. À, chị chị thấy cô minh á cho, cho chị chia sẻ này xíu. À, cái 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 chỗ này à, chị thấy cô minh á khi cô minh chia sẻ thì um, cũng như là cô minh nói là um, chúng ta hãy quay lại uh, khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta tập đi này. Thế thì khi ngày xưa mà chúng ta đi xe đạp á Trời ơi, ngã muốn chảy đầu gối luôn Thế nhưng mà vẫn dậy, đứng dậy đi tiếp thế Thì khi chúng ta biết đi xe đạp rồi Thế trong bắt đầu chúng ta đi tập đi xe máy à. Rồi thế như vậy thì có phải là chúng ta à, Khi chúng ta đã tập nhiều lần rồi Thì chúng ta sẽ à, nắm được cái 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 có cái, cái nghĩa nguyên lý ý, Rồi à, phương pháp như thế nào không? Thì chúng ta lúc bấy giờ đi một cách à, rất là, là, bình thản đúng không mà chúng ta đi giỏi vào trong cái cái cái, cái phương diện là đặt xe đạp không thì khi mà chị thấy cô minh chia sẻ cái góc đó mà chị thấy là ờ đúng rồi đó thì tại vì là khi mình đi mà mình đã chạy đồ vốn nhưng mà mình vẫn dậy mình đi đâu có làm sao đâu thì đấy, đi xong rồi đến lúc mà mình giỏi đặt xe đạp thì trong cuộc sống như thế cũng như là trong cái um, cô chia sẻ về tư, tư duy đó thì khi mà mình cứ quay lại những cái lúc mà mình mới tập đi mình mới biết tất cả mọi thứ khi mình mới biết mọi thứ nhưng đến lúc mình biết nó được rồi thì mình đã phải làm bao nó bao nhiêu lần thì trong cái này cũng vậy hôm nay Huyền chia sẻ cái này mình thấy là động lực lớn đấy. <laughs> biết ơn Huyền dạ biết ơn chị biết ơn chị làm lắm chị nhàn hỏi đi từ đâu đúng không nhàn ơi Nhà nó hỏi hôm nay đi, đi từ đâu đúng không? Dạ đúng rồi cô. Cô nói đi, em bán hàng chút xíu. Thu hút, thu hút, thu hút. Đi từ thu hút. Ứng dụng quy luật thu hút trước ạ. Hello bên anh chị My, bên anh chị Hiền. Ứng dụng từ quy luật thu hút trước cả nhà. Làm lớn cái những cái mình đang có ra. Bây giờ mình, à cái sở sở đoạn của mình mình chưa biết đúng không? Thôi thì cứ từ từ. Vậy thì làm lớn những cái mình đang có ra. Thu hút bằng những cái đó trước đi ạ rồi thu hút con người về để làm gì ạ rồi bắt đầu chúng ta nhận dạng đối đãi xem là con người đó là thuộc như ai? là nhân mạch nhà nhân tài là quý nhân nhân mạch thì bắt đầu chúng ta biết nhận dạng và đối đãi đối đãi nó phù hợp thì mọi người sẽ tụ lại với chúng ta khi mà đối đãi rồi bây bắt đầu có phải là bắt đầu chúng ta và đặc biệt chúng ta bắt đầu ảnh hưởng ảnh hưởng bằng cách đó là đặt quyền lợi người người khác lên cao hơn quyền lợi của mình nhưng không hạ thấp quyền lợi của mình đặt quyền lợi người khác lên cao hơn ok chưa? thì khi đặt quyền lợi người khác thì mình có sức ảnh hưởng cho người khác thì bắt đầu mình mới trao được giá trị của mình thì trao giá trị ở đây thì đồng thời đó là trao giá trị mình đang có rồi bắt đầu cho người ta những cái tri thức những cái tam giác hiện thực à những cái gọi là khái niệm nguồn có lợi rồi hiểu về công đức phước đức hình ảnh tâm trí ra sao để làm rõ cuộc đời của chúng ta tốt hơn rồi cho người ta hiểu bố thí cho người ta để làm sao ứng dụng bảy bố thí để nâng cấp cái mối quan hệ của mình từ quen biết quen thuộc quý mến tin tưởng nên thân thiết làm sao được không ạ đó cái cách đi chính để đơn giản chính là chúng chính là chúng ta ứng dụng bốn cái quy luật này ngày hôm nay chúng ta không đi thì ngày mai chúng ta phải chạy nên tốt nhất thôi đi đi ạ đừng có để đến để đến lúc rồi chạy nó không kịp đâu ạ mà cuộc đời này chúng ta không chạy không làm ấy thì chúng ta lại luôn hồi tiếp theo đi làm tiếp đâu ạ à? vẫn nhiệm vụ này đi làm à khi nào hoàn thành thì thôi cả à nhà nhớ nhé khi nào hoàn thành thì thôi Đúng không ạ? Ok rồi, biết ơn cả nhà lắm lắm đã đồng hành cùng em sáng nay à, chiều nay, sáng ngày mai. Ô, chúng ta sẽ vào 8 rưỡi nha cả nhà nhé. 8 rưỡi vào chúng ta vào đi. Cả nhà. Dạ, yeah, biết ơn chị Hải, à, biết ơn vậy. chị Hân. À, biết ơn cô, biết ơn cả nhà nha. Dạ, yeah, biết ơn cả nhà lắm lắm hiện diện nơi đây ạ. Biết ơn chị Hà, chị Hiền, biết ơn chị chào mi rồi biết ơn chị nhàn rồi bye bye cả nhà rồi xin phép tắt zoom ạ bye bye cả nhà bye bye cả nhà hình đẹp quá